Alo, ổn chưa các ông ơi? Có vẻ là chưa thì phải. À ok rồi à? Ok. Cứ tưởng chưa được cơ không ạ? Cứ tưởng chưa được cơ. Cảm ơn đã Ore Apo nhá. Thank you người anh em rất nhiều. Nghe đồn anh này win 30 không à? Ừ nhờ. Đúng. Win 30 không mà công ơi, có thua phát nào đâu. Tối nay vẫn cứ là 200 like bằng GA một tháng em nhá. Phải gỡ công ơi. Không gỡ đời không để. Mẹ cay thật. Đâu rồi? Ông nào cần nhờ tôi roll hộ. Gửi ạc cho tôi qua chấm than phát bếp cái nào. Để tôi xem nhá, tình hình hiện giờ là tôi nhỉ. Tình hình hiện giờ à? Hình như là có bạn Đạt Hoàng đang nhờ tôi roll hộ anh em ạ.
Đạt Hoàng đúng không? Có đúng Đạt Hoàng không vậy? Sao tìm không thấy nhờ? Nạn nhân tiếp theo à? Không dám gửi à? Cảm ơn Du nhá. Anh định gỡ thêm không? Mình thống chắc tối họp rồi không ạ? Thôi, ăn cái kèo sáng nay 13 kèo tức là 1.3 triệu đủ rồi còn gì nữa. Công vừa phải cho chúng ta thở tí chứ. Câu định bào của người ta thật sự là một cái vé hút bụi thật đấy à? Anh em nào mà cần nhờ tôi đôn thì gửi à, có tôi qua chúng ta phát bê anh em nhá. Tối nay à, chúng ta sẽ có mấy công việc anh em ạ. Có ba con nạc là anh em có muốn GA không? À của mì tôm sống, à của Lê Tuấn, à của nổ tầm vũ trụ. Có muốn GA không nhở? Tối nay là chúng ta sẽ gacha cho Đạt Hoàng anh em này. Chúng ta sẽ xem Aventurin của thầy Yellow đi Zero Cycle này. Chúng ta sẽ xem Dinh Lưu Zero Cycle Aventurin với cả của bạn Hua Hua không sợ ma này. Chúng ta sẽ xem Acheron Zero Cycle của Nobel ủ này. Và anh em xem một chút về giải cờ quan anh em nhé. Mấy hôm vừa rồi tôi định xem mà tôi bận quá tôi không có thời gian anh em ạ. Ok không? À đây, có bạn Khang Đinh đây này. Bạn Khang Đinh bạn ấy cũng chơi này không này. Không đừng có đùa nhá. Đừng đùa với thầy chùa. Những người thật sự là không hề ngại vết bẩn các ông ạ. Được chưa? Hai bạn rồi đấy. Hai kèo này là vừa đủ để chúng ta gỡ 13-13 các ông nhá. Vừa đủ. Còn tối nay thì vẫn là GA. À Phan Lưu nữa nhở. Phan Lưu. Ok nhá Phan Lưu. Cả em Phan Lưu nữa. Ba người cơ à. À ha. Thế thì nó phải là 14-13 không ạ? Nó phải là 14-13. 11-15 à? Không. Không công ơi. Không biết sau này có boss xuyên khiên không nhỉ? Ồ tôi sợ là khó ấy không ạ? Nhờ. Tôi sợ sau này là có đấy. Tối nay vẫn cứ là 200 like mình GA một tháng em nhá. Chúc anh em may mắn. Anh em muốn quay gacha trước hay là chúng ta sẽ xem mấy cái zero cycle trước anh em? Thống ơi, bạn lên đây trả kèo đi này. Thôi công ơi, tha cho Thống một tí anh em ơi. Anh em ơi, tình hình là buổi chiều nay các bạn Quang Anh ấy. Bạn Quang Anh, bạn ấy GA thêm một thể thắng cho anh em trên kênh chat đấy. Thank you Quang Anh nhiều nhá. Cảm ơn Quang Anh rất nhiều. Rồi xem nào, hiện giờ nào. Hiện giờ của chúng ta sau khi thêm bạn Quang Anh, à chết rồi, tôi còn chưa GA cho chép này công này. Anh em chờ tí nhá. Tôi còn chưa GA cho anh em chép mọi người ạ. Bạn Quang Anh GA một thẻ tháng anh em nhá. Nói chung là thời điểm này vẫn còn tôi nghĩ là còn khá nhiều anh em ạ, rất nhiều thẻ tháng. Cảm ơn Tùng nhá. Cộng 3 xác à, cộng 3 body bag à. Thôi rồi, để cái chút chuyện GA để sau đây công ơi. Câu chuyện GA để sau nhé. Nhá anh em nhớ, anh em nào muốn nhờ tôi GA à, gacha thì gửi cho tôi qua chúng ta fanpage nhá. Hiện giờ là tôi thấy một vài bạn nữa rồi này. Để đi check xem. Chiều nay có mấy bạn bạn ấy nhờ gacha nhưng mà không biết là giả bạn đã gacha chưa, bởi vì là tôi off hơi sớm, thành ra là nhiều anh em có thể ấy. Mai mấy giờ chơi? À ừ nhờ. Ê. Công ơi bình tĩnh nhá, từ từ. Tôi tải rồi đấy công ạ. Tôi tải Zenlet Zone Zero rồi đấy. Ủa? Nhưng mà bao giờ chơi công ngày mai à? À đúng rồi công ơi. Người kết nối thân mến đang tiến hành xác nhận tư cách và kích hoạt ủy quyền. Chúc mừng người kết nối đã tham gia Internode. À hình như là có một cái sự thay đổi anh em ạ. Hiện giờ là được tối ưu hơn khá là nhiều rồi đấy. Nếu tôi không nhầm anh em nhé. Nếu như tôi không nhầm là được tối ưu hơn khá là nhiều. Khi mà cái chơi cái trò TV hiện giờ anh em ạ là nó auto được. Anh em ạ, nó không còn trầm cảm như ngày xưa đâu. Chúng ta bây giờ gần như là có thể vào auto cái TV và sau đó chúng ta sẽ đánh nhau là chính thôi. Không có làm gì qua ạc, công ơi cái này không qua ạc anh em ạ, cái này không có tài khoản. Cái ạc này nó chính là cái ạc mà tôi đang chơi Honkai Star Rail anh em nhé. Ngày mai là 11 giờ anh em nhé. Ô, 11 giờ UTC cộng 8 à? Tức là 10 giờ sáng ngày mai à? Ồ, 10 giờ sáng ngày mai anh em ạ.
Thế chắc là ngày mai mình livestream luôn rồi. Ui, mẹ quả cấu hình đề xuất này vãi cả bều thật công ạ. Cấu hình đề xuất đâu vậy? Core i7 thế hệ thứ 10, RAM 8GB, GeForce 1660 trở nên. Ôi rồi ôi. Cần để chống khoảng 45GB dung lượng. Ôi rồi ôi. Vua. Vua công ạ. Đây đây, tôi có rồi đây công, tôi có rồi đấy, cho em xem. À, thế nào nhỉ? Ê. Đấy. Ok chưa? Ngày mai đấy công ạ. Welcome to New Eridu anh em nhé. Ngày mai. Được livestream anh em ạ, được làm video luôn. Mai nhá, hẹn anh em ngày mai. Để xem ngày mai liệu nó có gì mới mẻ không, nó có gì hay ho không. Biết đâu đấy nó lại tiềm năng đúng không, khi mà nó đã tối ưu được hơn rất là nhiều. Z rồi lại còn Wuthering nữa à, máy thở oxy à. Game này là game mới của bên HoYoVerse anh em ạ. Cái bản test này theo tôi biết thì là bản test cuối cùng đấy các bạn. Và có tiếng Việt anh em nhé. Bản test cuối cùng trước khi chúng ta đến với cả bản chính thức của Zenless Zone Zero. Zenless Zone Zero nếu như mà cuối tháng này, hết tháng này, sang tháng sau mà là beta thì tôi nghĩ chắc là khoảng tháng 8 anh em ạ. Tôi đoán là khoảng tháng 8 nó sẽ ra hai bản chính thức anh em ơi. Tầm hết 7 ngày là căng à. Chuẩn bị của ông cái gì cơ, bị hắc ạc như độ Missy rồi anh em ơi. ZZZ là gameplay nó thế nào không? Ủa sao ping cao này? Ping 215 không ạ? Tôi nghĩ chắc là ngày mai ngày kia nếu như mà hết nghỉ lễ là tôi sẽ ra tôi làm việc với Viettel để tôi nâng cấp gói mạng lên. Hôm nay tôi có nói chuyện Viettel rồi. Viettel bảo với tôi, người ta trả lời một câu cũng khá là vô trách nhiệm. Khi người ta bảo với tôi rằng là hiện giờ cái gói nhà tôi tuy là gói SuperNet dung lượng cao nhưng mà nó không phải là cái gói cam kết tốc độ đường truyền quốc tế. Nên thành ra là có thể kết nối với cả đường truyền quốc tế nó sẽ bị lag. Và đó chính là lý do vì sao chúng ta sử dụng Discord dạo gần đây nó bị lag như vậy. Hay chưa? Hay không? Thế tôi hỏi là thế thì tôi có nâng cấp lên được gói mạng mới không? Cái gói mạng xịn lấy không? Người ta bảo là chưa chắc bởi vì là cái gói đấy gói cho doanh nghiệp không ạ? Ơ địch mợ, thế thì hỏng rồi. Tôi còn gói doanh nghiệp không ơi? Đi. Thế là đi. Chán thật. Không hiểu kiểu gì ạ? Nhà em cũng vậy anh ạ, nâng cấp rồi nó vẫn thế. Chán nhỉ, tôi cũng chả hiểu. Thực ra mạng của nó rất kinh khủng các bạn ạ, cho công xem nhé. Đây, cho anh em xem. Đây. Cho anh em xem cái speed test của nhà tôi nhé. Kinh khủng lắm các bạn ạ. Mẹ nhìn tôi nhìn cái con số ở đây. Tôi cứ bị hết hồn đấy các bạn ạ. Đây, tôi cho anh em xem nhé, mạng nội địa anh em nhé. Mạng nội địa nhé. FPT Telecom cho công xem, chờ tí. Không nhìn chưa? Mà nó vã toàn gần 200 mê không ạ? Mẹ mạng nội địa người ta gọi là vua. Nhưng mà mạng quốc tế thì như cái bếu bèo vậy. Chán thật. 284 upload 700. Ở 200 bình thường á? Ủa? Có thật là không? Ủa mạng của tôi 600 cái gì đấy? Ủa? Sao mạng nhà ông kinh vậy? Nếu hiểu thật, mạng ở trong nước thì mẹ như vua như chúa không ạ? Sao mạng nước ngoài thì như con chó bủ vậy? Cay thật, cũng hiểu kiểu gì ạ? Game đúng lừa. Thật sự là lừa luôn. Tôi còn chưa làm cái này anh em ạ. Tôi đang nhờ em Như chắc là sắp tới chắc là sắp tới chạy cái event giai thoại trong ly vừa chạy map anh em ạ. Chắc là thế. Từ nhá anh em ơi. Tôi đi xả sức mạnh khai phá, tôi farm con Aventuri level 80 phát. Quên đấy. Hết bí kia em 500, em 500 đến 1T gói 200. Cái gì đấy? Ủa cái này lừa không? Sao mẹ nhìn như chỉ số như vua như chúa vậy không? À đây rồi anh em ơi. À Phan Lưu tự rôn rồi hả? À Phan Lưu kiếm chấn đấy hả? Ok nhá. Sinh quách à? À, xin quách.
Ron dùm em một Aven với anh ơi, lệch thì dừng nha. Ok ok nhá, ái chả vẫn có người tin tôi anh em ạ. Thật là tuyệt vời khi vẫn có người tin tôi cả nhà ơi. Tôi vui quá anh em ơi, tuyệt vời quá. Đây rồi, những kèo gỡ quý báu ấy rồi. Nó phải là 20-13 tối nay. Chắc chắn là như vậy rồi. Aven trên vận mệnh bảo hộ trong vũ trụ mô phỏng là vua luôn anh ạ. Tất nhiên rồi không? Tất nhiên rồi. Đù má, lưu tận 13 cơ à. Chắc là cờ lôn rồi. Anh chưa ra Aven nào mà farm. Ra từ sáng rồi mà không? Tôi ra từ sáng rồi mà, có làm sao đấy. Tôi chỉ 80 công xem này. Tôi chỉ không có chấn thôi công ạ. Ủa nhưng mà nhìn sợ nhở. Này anh em ơi, ping của nhà tôi là tận 230 MS anh em ạ. Sao mạng buổi tối nó bị lỏ thế nhở? Nhờ, may mà con game này không phải là một game kỹ năng đấy công ạ. Chứ nếu như mà là game kỹ năng chắc là tôi phải tải cái phần mềm gọi là ghi up về để tôi chơi thôi. Aven đi cùng với cả Acheron nên đeo dây hồi năng lượng không anh? Đeo cũng được anh em ạ, đeo dây hồi năng lượng vào thì nó ulti nhiều. Ulti nhiều thì anh em có debuff nhiều thôi, cũng được. Nhưng mà tôi thật với anh em là cái dây nạp nó cũng không thay đổi quá nhiều anh em ạ. Nó không thay đổi quá nhiều. Chơi ping đỏ quen rồi à? Sao ping anh thấp như ping láp em vậy? Ủa kiểu what the hell? Đâu rồi? Argentuin tôi đâu? Argentuin tôi đâu nhỉ? À, hôm nay thông báo với anh em nhé. Tôi đã có con bay lưu rồi không ạ? Chào anh Hải, chào chị Linh, chào mọi người. Xin phép mọi người vì sự làm phiền này. Gửi lời thân thương đến bạn Tài à? Ấy à, cảm ơn ca đỗ nhé. Ca đỗ sắp đi à? Cuối cùng là tôi đã có bay lưu anh em nhá. Tuyệt vời chưa? Cuối cùng. Mà tôi show cho anh em luôn. Cái này thì không phải ai cũng làm được anh em ạ. Rồi, công đã nhìn chưa ạ? Được chưa? Full chưa công? Bạn tôi tin anh 7 thì bạn tôi nhận lại cái gì? 160 nháy dinh mẹ, 10 nháy Aven, cái lùm mía cay thật chứ. Vua chưa? Không phải ai cũng làm được công nhá. Chỉ trong 60 nháy. Nhưng mà hiện giờ cha là bao nháy, từ xem nào. Thôi à, chắc nhân vật à, chắc vũ khí tôi để anh em nhé. Để cho khả năng là mình lấy bút hưu hoặc Robin anh em ạ. Bút hưu hoặc Robin mình sẽ lấy chấn. Đây rồi công ơi. Như vậy là 31 nháy anh em ạ. 31 nháy banner. Banner vũ khí. Và chúng ta đang dư ra 9 nháy banner Aventurin. Hả? Anh ơi gửi lời thân thương đến Tài trên này. Bạn có ban không anh à? Thì tất nhiên là có rồi em. Nó có claim mà. Ở ca. Ủa? Cảm ơn ca nhá. Robin không chấn chơi có ổn không à? Thật ra tôi chưa nghĩ nhiều về Robin lắm anh em ạ. Bò nữa thêm 80 nháy dinh mẹ săn bắn nữa anh ơi à. Tôi nói thật với anh em là hiện giờ tôi đang chưa nghĩ nhiều về Robin lắm. Tôi nghĩ chắc là từ giờ đến sang tuần anh em ạ, chúng ta sẽ ngồi bắt đầu tính đam cho Robin nhỉ. Không biết là bên Star Rail chính thức đã có Robin chưa? Đúng không? Rồi, full. Ôi trời, tôi hỏng rồi cậu ơi. Ê, thế phải đi farm cái này à? Uầy, phải đi farm cái này thì cũng vãi trưởng đấy. Nhờ phải đi farm cái này thì cũng vãi trưởng đấy công ạ. Hả? Sao sắp hết credit? Làm cái chấn đi anh ơi, chấn mạnh điên à. Công lừa trẻ con à? Công lừa trẻ con được không? Thật ra thì chấn thì cũng được không ạ? Chấn thì cũng được, nhưng mà thực tế là cái team theo sau nó không phải là cái team mà tôi sẽ hướng đến tương lai. Anh dai của anh Aven bao nháy á? Aven của anh là 60 nháy tổng em ạ. 30 nháy ra Bailu và 30 nháy ra Aven. Nói chung là bởi vì là cái con Aventurin, cái team theo sau anh em ạ, nó không phải là cái team mà tôi hướng đến trong tương lai. Nên thành ra tôi không muốn lấy chấn cho Aven làm cái gì cả, cho nó mất thời gian. Bởi vì bây giờ nếu như mà nhá,
Bởi vì nếu như anh em phải hiểu một điều là nếu như bây giờ mà tôi xác định ấy, là tôi lấy chấn cho Aven xong thì sau này con tôi bắt rerun tôi lại phải lấy chấn cho nó không ạ? Thề cái bọn phế vật này lấy chấn làm gì hả công? Đúng không? Lấy làm cái gì cho nó mất thời gian ạ? Con TV vừa làm gì vậy? Nó vừa chỉ cho con Aven, à con Argentina, à quên nhầm, con Acheron đúng không? Anh cắn hết lắc rồi anh em rồi, lấy một củ ba. Không công ạ, tối nay sẽ là khác nha anh em nhé. Tối nay sẽ là ở New Me, được chưa? Sẽ một phiên bản mới anh em ạ. Một phiên bản rất khác. Hiện giờ chúng ta đang có 4 người đang chờ được roll, được chưa? Và tối nay sẽ là 15-13 trước tiên, được chưa? Xong rồi tôi roll chúng cho 4 người liên tục. Lập tức anh em inbox, anh ơi roll cho em nữa. Thế là tôi gỡ một lèo một phát lên 20-13, được chưa? Vui vui vui, có khi mình lại roll tiếp tục vào buổi tối, thế là 25-13, được chưa ạ? Xong rồi sang ngày mai mọi người bảo anh ơi, cảm ơn Davian nhá. Anh có hơn 100 bình vết tích vạn năng kìa, farm chưa được 100 mấy được, ít mà em không được nhiều đâu. Xong rồi sau ngày mai mọi người bảo là anh ơi, ngày mai chơi Gen Z Zlet Zone Zero vừa thôi, gacha cho em với. Thế là ngày mai tôi lên 30-13, được chưa ạ? Từ địa ngục, được chưa? Tôi bắt đầu đi lên cổng thiên đường, ok chưa ạ? Liên tục là lên cấp. Viễn cảnh đấy nó gọi là perfect đấy không ạ? Đừng đùa, kịch bản này đẹp à. Và cuối cùng là 11-20. Sau đó không còn cái gì gọi là sau đó nữa. Anh này họa sĩ ác à. Hải ơi, Pela trong team Dinh Lưu thì hư vô nào có thể thế chỗ đó trong team Acheron được. Thế chỗ đó, nó thì không con nào thế chỗ được cả. Để mà khỏe như nó thì không con nào thế chỗ được bro ạ. Nhưng mà nếu mà anh em mà không có Pela rồi thì tôi nghĩ chắc là mọi người cầm tạm. Ví dụ những con như là Black Swan, như là Winifred, hoặc là nghe đâu, ui cái gì đấy. Ê, dùng dao mổ trâu giết gà. Hoặc là ví dụ như trong tương lai chẳng hạn, nếu tôi không nhầm thì hình như là khoảng 2.4 anh em nhé, nó sẽ có thêm một con hư vô support limited, hàng cực kỳ khỏe dành cho Acheron. Con đấy thì là vua cơ ạ. Mai anh dậy là vừa đẹp à. 11-15 có khi người ta sủi hết rồi anh ơi à. Cũng có thể đấy, cũng có thể đấy, cũng có thể là như thế. Ôi chị công ơi, Bù Phong ơi, cho chị con Argenti được không Bù Phong? Mẹ con này farm đến bao giờ mới xong? Acheron, Achereo này farm đến đời nào mới xong Bù Phong? Vua nhưng mà lại là nam mà. Ơ thì vua chả là nam. Ơ đúng quá, làm gì nữa cơ. Ôi nhưng mà công ơi, từ từ nhá. Con nhân vật nam này nó cũng lạ lắm công ạ. Con nhân vật nam này nó cũng lạ lắm các bông ạ. Nhân vật nam này lại là Fury, lại là có tóc, à có nhầm, được có tai cáo, tóc hồng không ạ? Ồ mẹ nó nạ lắm. Không hiểu kiểu gì ạ, tôi hơi thấy lạ đấy. Hay là xét à? Địch mợ có thật là nam không vậy? Cấn đào, đúng rồi, cấn đào lại còn là nam, lạ thật. Có khi nào là anh trai của Tinh Jun không ấy à? Cốt truyện về Sian Dâu, anh trai tìm em gái. Ồ, nghe cũng hợp lý đấy chứ nhờ. Mẹ có khi lòng ngoàng sau này cốt truyện có khi thành người yêu của ngài không? Không, chắc không đến đâu không nhỉ? Ngài thì, nhưng mà từ ngài tôi hơi nghi vấn không ạ? Ngài có bao nhiêu bóng hồng ở bên cạnh mà ngài chẳng thấy rung động trước ai. Có khi nào ngài của chúng ta lại làm một chút gọi là lại thích gọi là cấn đào tóc hồng không? Giới tính lại linh hoạt không? Nghi lắm. Mang tiếng là tướng quân không ạ? Đúng không? Nói chung là ở Sian Dâu Lô Phu thì là chả dưới ai cả, mà trên cả vạn người. Xung quanh thì gọi là rất nhiều các bóng hồng xung quanh đúng không? Từ phu lùn này rồi đến du công, du cùng các kiểu. Mà tôi thấy ngài chẳng có tình tứ với ai cả, đúng chưa? Ờ, mà thế đéo nào lại có mỗi ông dân con không ạ? Cũng lạ thật đấy. Chết dở, sở thích của ngài thế này hỏng rồi. Chắc là không phải đâu công ạ. Chúng ta nhiều khi cứ nghĩ hơi quá về người ta rồi. Không phải, không phải em ơi, tôi nghĩ là không phải đâu. Có thể là sẽ khác đấy.
Phạm Thượng rồi à? Đôi vai ngày gánh cả cái bờ lót rồi. Ừ mẹ ơi, công ơi, chết chết dở công ạ. Có khi nào mẹ nhà phát hành lại thật sự là dìm ngày dinh cha lên tận đáy không? Thật với công, thời điểm này mà sau này lộ ra cái tin đấy là chấn động nha. Tin này là chấn động không khác gì người ta ra khơi để tìm cái kho báu của Monkey đi Mỹ Lan. À quên nhầm. À Gâu đi Mỹ Lan công ạ. Ừ. Thật sự đấy. Chấn động đấy, chấn động đấy. Tin này tôi đánh giá là làm sụp đổ cái nền chính trị ở bên Sian Dâu Lô Phu chứ chả đùa. Có khi là Phu Lù này danh chính ngôn thuận lên làm tướng quân ấy chứ đùa đâu. Trương Đê Mỹ Lan. À Trương Đê Mỹ Lan. Ờ đúng. Trương Đê Mỹ Lan. Mẹ kinh thật. Dạ, hôm nay với hôm nay cái trend ấy nổi thật sự. Ai cũng muốn ra khơi không ạ. Sợ thật. Anh ơi muốn Ron Aven lẫn Robin lẫn Ron May mà hết vé thì có nên nạp không anh? Ui tất nhiên rồi. Thì muốn Ron thì chẳng phải nạp không. Bạn này hỏi như hỏi vậy. Bạn này hỏi như hỏi vậy. Newbie Ron Dinh Lưu cần lưu ý gì không? Lưu ý gì không à? Thật ra thì chả có lưu ý gì cả anh em ạ. Con Dinh Lưu là một con dễ chơi. Nhưng mà tôi thật với anh em, con Dinh Lưu ở thời điểm này nó để mà mạnh nó cần rất nhiều yếu tố anh em ạ. Nói thật với anh em là như vậy. Ở thời điểm này anh em nhé, nó cần rất nhiều yếu tố. Nó cần reset up anh em ạ. Và hiện giờ là tôi thấy là mấy cái video đi Zero Cycle ấy nó còn không. Hello chú Bỉn nhá. Nó còn không cầm giấy tốc anh em ạ. Nó đi với gì? Nó đi với cả Tinh Jun. Nó đi với cả Pela. Nó đi với cả Run Mây không ạ? Tí tôi cho anh em xem cái video Dinh Lưu đi Zero Cycle Aventurine E0 anh em ạ. Con Dinh Lưu đấy thấy hình như đang có con Mây E2 thì phải. Nhưng mà bạn ấy bảo là không cần Mây E2 anh em ạ. Chỉ cần Mây E1 là đủ rồi. Công nhìn cũng bất ngờ luôn đấy. Đam to vách cả bều luôn. Còn tất nhiên là anh em chơi kiểu bình thường vẫn được. Anh em chơi speed tuning vẫn được không ạ? Nhưng mà speed tuning giờ thì nó thật với anh em ra là nó không mạnh được như những con D-Bet khác nữa rồi. Thật đấy anh em ạ. Chơi speed tuning giờ nó không mạnh được như kiểu con IL nữa rồi. Chả đùa. Rồi phóng xong nhá. Hello rồi. Mình à... Trước khi chúng ta gacha nhá, trước khi chúng ta gacha, tôi muốn anh em đến với cả ba cái video trước đã. Ok chưa? Ba cái video trước đã. Video đầu tiên đến từ Dĩa Fucking Lâu. Aventurine Zero Cycle. À quên nhầm. Aventurine Zero Cycle Aventurine. Tôi show cho anh em Aventurine phiên bản mạnh nhất được chưa? Không ai nhớ anh luôn hộ bản đang có 4 bạn đấy chú Bỉn ạ. Đừng đùa, đây này nhìn đây. Đạt Hoàng, Khang Đình, Phan Lưu và Sinh Quách nhá. Aventurine hiện giờ là đang chơi gì? Sparkle, ok, Tinh Jun và Run Mây. Aventurine phiên bản mạnh nhất nhá. Mạnh nhất câu nhá, tôi phải nhấn mạnh từ mạnh nhất. Rồi. Wow, Tinh Jun búp nộ cho Aventurine à. Sparkle á. Ok, búp. Thật là vô nghĩa. Thật là vô nghĩa không ạ? Thật là vô nghĩa khi mà Tinh Jun búp tấn công dành cho Aizen to win. Ok, không có gì nha. Này, rồi này. Rồi. Are you ready? Rồi, phản ứng đầu tiên nào. Aizen to win phiên bản mạnh nhất nào. Búp khiên phát này. Ồ, thì ra là cũng chỉ búp được 1.500 khiên thôi công à. Ừ. Thật ra là cũng không búp nhiều lắm nhờ.
Khiên cũng chỉ tầm này thôi anh em ạ. Uầy, Tinh Jun spam búp tấn công liên con mẹ tục. Uầy, mẹ vách cả đái vậy. Từ từ công ơi. Uầy, mẹ đúng là có sparkle xét phong anh em ạ. Tốc cao vãi cả cướp công ạ. Uầy, mẹ có sparkle này. Kéo 3 lượt à? Kéo 3 lượt công ạ. Holy moly man. Đúng rồi, spam lấy mana công ơi. Rồi, sparkle vẫn còn một lượt cuối cùng công ơi. Tí con Tinh Jun nó còn múa nó thì lên lượt nữa đấy công ạ. Ulti. Và đó là 384k. Cũng không mạnh lắm nhỉ. Một đánh thường 160k. Ok. Ê ơi, đòn theo sau 431k. Ok. Ok chưa ạ? Và đòn này này à, không vẫn thế mà công. Nó tính cho 5 đòn mà vẫn 416 thôi anh em ạ. Không có gì khác biệt cả. Ulti luôn. Rồi ulti luôn. Aventurine. Ulti Aventurine 310k. Con này nếu tôi không nhầm thì là con này nó kháng số ảo 4%, đúng không? Đúng chưa? Ok. Theo sau 270k. Ok. Tinh Jun đánh thường 61k. Ok. Ok chưa ạ? Được chưa các bác? Đã chưa? Đã chưa? Ulti. Con Sparkle này là cầm xét phong anh em ạ. Nón hình như là nó cầm nón chấn không nhá. Con Sparkle này cầm nón chấn anh em ạ. Đánh thường 56k. Ok, nổ búp sảnh này. Rồi ok ok. Theo sau 359k. Cảm ơn ca đỗ nhá. Con này khỏe đấy. Mỗi tội thua con dinh của bạn Tài em anh ạ. À, Tài bảo dinh vô địch. Ơ kìa, ca đỗ ơi. Này, tại sao, tại sao anh tưởng là chú lên đây chú gửi những cái lời gọi là thân thương đến Tài và phụ huynh của Tài mà sao lên đây cuối cùng lại lên giống cái thế dục cháu Tài vậy em? Em nói thật đi. Thế cũng mà tài thuê em bao tiền mà lên đây sục cho bạn ác vậy? Sục căng không ạ? Sục tới. Rồi này. Aven đánh thường phát này. Đánh thường phát ulti luôn không? Đánh thường phát 189k. Đây rồi, slow motion rồi công ơi. Ui phải đi luôn á. Từ từ nhá, tôi xem cái gì phát nào. 4.800 phòng ngự anh em ạ. 500 sát thương bạo kích anh em nhé. Búp sát thương bạo kích đến từ Sparkle là búp 182% anh em nhé. Được chưa? Crit đam búp 64% là cái đéo gì không? Cái này là cái gì nhỉ? Nói chung là chỉ số 100, 500 và gần 5.000. Cái gì có ulti phát chết luôn á? 45% mà không? 45% của con Aizen to win này là 450k làm gì? Cảm ơn ca đỗ nhá. Anh ơi, giờ nó có quyền mình không được động vào anh ạ. À, bao giờ nó thất thế thì biết mặt nhau ngay. Người sống dưới mái hiên không thể cúi đầu anh ơi. Quân tử chết trả thù 10 năm chưa muộn à? Cái gì cơ, em vô sự kiện thấy tướng quân được xài thử. Em dùng ngay và thử kết quả. Nó phế vãi bà anh ạ. À. Ồ, tôi xem nào. Cái gì cơ, từ từ đã. Uầy. Uầy. Mẹ. Là có thế nữa cơ.
Thầy. Tôi kể cho anh em một câu chuyện nhé. Tôi kể cho anh em một câu chuyện thế này. Trước khi chúng ta đi xem tiếp. Công thấy kinh không? Ngầu không? Mẹ ulti xong phát có cả cắt screen giữa Aventurin lớn nói chuyện với Aventurin nhỏ. Nhưng công có biết điều gì thật sự xảy ra không? Tôi cứ tưởng thầy ngâm cứu cốt truyện như thế nào. Tôi cứ tưởng thầy sim Aventurin cốt truyện như thế nào. Nhưng mà thầy hôm nay thầy hỏi thế Aventurin là tên một loại đá à? Xong rồi thầy bảo là thầy xem cốt truyện qua kênh của Damper anh em ạ. Tôi cứ tưởng thầy thẩm cốt truyện thấy cái quần què nào cơ ơi. Thì ra thầy thẩm cốt truyện qua YouTube. Set avatar là Aventurin. Đây đây đây. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Từ từ. Đâu nhỉ? Từ từ. Có một comment anh em ơi. Có một cái comment anh em ạ. Từ từ đã, từ từ đã. Toàn người Việt thế này. Giờ mất chất vậy. Ê. Có một cái comment nào đấy. À không phải comment cái này. Đây đây đây. Ahem. E6S5 sâu cây. Don't at me for build. ZE for fun sâu cây. Aventurin is one of my most favorite character. Gạch ngang story wise. Sadly, he following sustainer role. And the only way to fix that is E6S5 2.D. Cái gì? Aventurin is one of my most favorite character. Gạch ngang story wise. Rồi rồi. Đây rồi. Cái cốt cắt chắc nhiều thế nhỉ. Từ từ công ơi. Đâu nhỉ? Từ từ đã. Rồi sâu cho công xem. Em. Ủa? Giờ mới biết Aventurin là tên một loại đá. Đây. Chó đọc cốt truyện. À. Mình coi review cốt truyện thôi. Ok chưa? Review nhắc đến mấy cục đá nó mang theo. Chứ có nhắc tên nó là mấy viên đá đâu. Ok chưa? Cái này là do mấy video của ông Damper không đề cập đến nha, không phải tại tôi. Ok. Hóa ra là anh em chơi Aventurin là chơi đá. Chuẩn rồi. Tiết kiệm thời gian, ok chưa? Súc vật. Thật sự là súc vật không ạ? Không ngờ tôi có một người thầy sinh viên đến mức độ như vậy. Ôi giời ơi, xin thầy. Mẹ cắt nguyên cái đoạn này vào không ạ? Đúng là edit lỏ, trời ơi. Rồi, Aventurin là tên một loại đá, ok. Hôm nay tôi cho công xem. Hôm nay tôi cho công xem cái bộ mặt thật, được chưa? Bộ mặt thật của người thầy chó bù đấy. Ơ, tên một loại đá à? Quỷ thật, rồi ok. Chúng ta còn tên tiếp theo anh em nhé. Còn tên tiếp theo đó sẽ là đâu? Aventurin E6S5 Zero Cycle. Tôi cho anh em xem Dinh Lưu Zero Cycle của Aventurin đến từ bạn Hua Hua không sợ ma nhá. Cái này hay không ạ? Cái này rất hay luôn đấy. Dinh Lưu E không anh em nhé. Ôi. Ê. À đây 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 đây.
Dinh lưu E0S1 vã Aventurin trong Zero Cycle. Nói qua cho anh em một chút thì con Runmei này đang E2 anh em nhé. Nhưng mà E2 thấy bạn bảo đấy là không có tác dụng anh em ạ. E2 là không có tác dụng anh em nhé. Nên thành ra là tính E1 thôi. Cho anh em xem một tí. Hôm nay tôi xem xong tôi cũng thấy hơi sốc. Cảm ơn Nam Đỗ nhá. Anh có biết editor nào lỏ hơn không? Cái video Aven của anh đoạn 13-25, anh bảo anh em cầm giày tấn công. Cảm ơn Nam Đỗ nhá. Nhưng mà đấy là 200 EQ Nam Đỗ ạ. À, đấy là 200 EQ đấy. Có thể là em chưa hiểu đâu. Tại sao tôi nói là 200 EQ? Bởi vì là rõ ràng là cái voice off của tôi có nói là cầm giày phòng ngự, nhưng mà tôi lại để cái tách là giày tấn công. Đấy. Mà nói thật với anh em là nếu như mà để giọng nói thì không ai capture được. Nhưng mà nếu mà tôi để thành là tách là tấn công thì lập tức là sẽ có người capture được. Được chưa ạ? Và capture được thì sẽ có người đăng lên trên mạng. Ok chưa? Này là cộng một content không? Dạo này đang đói sắp không ạ? Mình phải hy sinh thôi, mình phải hy sinh thôi. Biết làm sao bây giờ? Được chưa? Được chưa? 400k, ok. Ok chưa không? 400k. Cái gì đấy? Được rồi. 419k. Chiến kỹ 500k. Được chưa? Được chưa các bác? Ui, cái gì này? Ê, ủa, Hải Vũ à? Hay là Huy Bùi à? À Huy Bùi à? Cảm ơn Huy Bùi nhá. GA một thẻ cho anh Hải và một anh em kênh chat à? Ui, cảm ơn Huy Bùi nhiều nhá. Huy Bùi phải không? Huy Bùi lạ nhở, em sủi đây bạn tài cứ lăm le cho em bị tù. Cảm ơn Cá Đỗ nhá. Huy Bùi là GA bao giờ chưa nhở? Tôi không nhớ đâu anh em ạ. Huy Bùi ơi, GA bao giờ chưa nhở, để anh đốt vào đây phát. Thank you Huy Bùi nhá, Huy Bùi rất nhiều. Wow cơ à, mẹ đủ cả cha chấn luôn cơ không à. Sợ thật sự, thank you Huy Bùi rất nhiều. Đây cho anh em xem nốt cái này. 715 chuyên gia làm kinh tự. Ê, 100k quá. May mà được refund chứ không donate này là để áp văn tế rồi à. Cảm ơn bro nhá, thank you bro rất nhiều. Đùa thôi anh em ạ, à, thực ra là nói thật với anh em ấy là cái lúc mà tôi edit cái video đấy, lúc đấy là khoảng 2 giờ, 2 rưỡi sáng anh em ạ. Lúc đấy tôi ngáo lắm rồi, thật sự với anh em luôn. Tức là ngày hôm qua anh em nhớ không? Buổi tối qua tôi lên tôi cứu sảnh cho công. Tôi cứu đến gần 12 giờ tôi mới xong. 12 giờ xong rồi tôi ngồi tôi edit tiếp tục đến 2 rưỡi. Và lúc đấy tôi buồn ngủ lắm rồi. Thành ra là chắc lúc đấy tôi không để ý cái câu chuyện là tôi viết thành tấn công. Bởi vì thường là tôi sẽ copy. Tôi sẽ copy từ video cũ sang video mới. Thì sẽ có một vài chỗ tôi không sửa, tôi quên hoặc tôi quên sửa. Xong rồi sáng nay 7 giờ tôi dậy và tôi lại ngồi tôi nhìn lại một phát nữa, tôi recheck phát nữa. Tôi recheck một lần nữa mà tôi vẫn đéo nhận ra cơ, bạn thề đúng kiểu ngáo ngơ thật. Xong rồi vừa nãy lúc mà up lên xong rồi có bạn vào comment thì bảo ôi thế chết mẹ tôi, hỏng ơi. Hỏng ơi, hỏng ơi. Nên mình phải vẽ ra ngay một kịch bản anh em, đúng chưa? Mình phải vẽ ngay ra một kịch bản là mình đang đói content đúng không? Mình cần gọi là một chút gây vua không? Mình cần một chút gọi là tương tác trong cộng đồng không? Sẽ có những ông chụp ảnh ông mới capture lên là tôi cứ tưởng là mẹ thằng cha ba số này view lỏ. Lỏ lắm, không ngờ lỏ thật đúng không? Xong rồi lập tức sẽ có những anh em khác vào bảo là ô, thế thì ông lại không nghe à? Người ta bảo là cầm dây phong ngữ mà. Đấy, hợp lý chưa? Thế là easy cộng một content còn gì nữa. Ui, con Ben chín ngón. À, là Ben à? Mẹ vãi thật. Em mới lấy Aventurin về rồi, giờ suy nghĩ có việc lấy Dinh Lưu còn đáng rôn không? Đấy, em xem ngay cho anh video này nhá. Ben nhá. Là Ben à? Ok này, thanh thêm một thẻ vào cho Ben này. Thank you Ben rất nhiều nhá. Chờ tí nó cho Ben phát không tôi quên mất. Ben 10 thẻ tháng rồi cơ à. Thank you Ben nhiều nhá. Đây, nếu như mà chú đang phân vân là có nên lấy Dinh Lưu không thì đây. Đây có thể coi là cái form mạnh nhất của Dinh Lưu ở thời điểm này anh em ạ. Bởi vì nó đi được Zero Cycle anh em nhá. Mà nó lại E0S1 đấy. Tất nhiên là nó phải cần support rồi. Hiện giờ tôi nghĩ là nó sẽ thiếu đam một chút. Một là anh em phải có E1 Dinh Lưu. Hai là không phải có E1 của Mây. Ảnh này anh nói sao cũng được hết à. Thực ra là
Thực ra là ngáo ngơ vãi cả cứt công ạ. Ngáo ngơ đéo chịu được, thật sự đéo hiểu kiểu gì. Mẹ mồm thì nói là dày phòng ngự nhưng mà copy về xong vẫn chưa sửa thành tấn công, vẫn cứ là tấn công vào speed. Tôi không nhớ tôi lấy cái đấy từ video nào, hình như là từ video Acheron thì phải. Nói chung là cái này phải setup về tốc nhiều anh em ạ, nó phải setup rất nhiều thứ nha anh em. Nhìn đây, đây ulti đơn mục tiêu không nhá, đây là ulti đơn mục tiêu được chưa, 367k, nó khác gì E1 không công? À 200 like rồi à? Ok GA phát nhá. Công thử nhìn xem mẹ con dinh lưu này nó có còn ra cái hình người không không? Ừ giờ người ta không chơi bronze nữa rồi anh em ạ, người ta không cần bronze nữa rồi. Người ta giờ khám phá ra cách chơi mới rồi, đỉnh cao hơn rồi. Nào. Được rồi. GA thằng comment 9 ngón nhá. Chấm than. Cảm ơn Ben 9 ngón. Ủa này, ừ, Ben ơi anh hỏi, anh hỏi không phải chứ, chú cũng cụt giống bố anh à. Bố anh gọi là Minh 9 bởi vì bố anh cũng có 9 ngón em ạ. Đừng bảo với anh là em cũng giống bố anh nhá. Vai cả cứt thật. Mẹ thì đéo nào va với ai mà lại mất mẹ một ngón tay rồi. Ngày xưa là bố tôi đi cắt lúa ngoài đồng cơ không ạ? Thế là bay mẹ một ngón tay. Thế là bố tôi tự gọi mình là Minh 9. Xong rồi giờ lại lòi ra cái ông Ben. Ông Ben 9 ngón này thì chắc có khi là cũng va với ai đấy xong bay một ngón tay rồi. Khả năng lắm. Cảm ơn Ben nhiều nhá. Thank you Ben rất nhiều. Rồi mình xem nốt video rồi mình GA nhá. Quỷ thật sự. Ok ok, từ từ đã. Bao nhiêu đấy? Đây anh em thấy chưa? Phát ulti này công nhìn này. Ulti là 367k. Phát chiến kỹ này là 330k. Đòn tinh jun nổ lên là 57k không à. Ôi giời ơi. À tại sao người ta không cần đến đến E1 anh em ạ? Bởi vì là cái nổ búp sành này nó không liên quan gì đến E1 cả. À E2 cả, nhầm. Nó không cần E2 đâu anh em ạ. Không cần E2 vẫn đủ đam anh em nhé. Tức là em không gây đam vào lúc quái nó bị break ấy. Chả vấn đề gì cả. Thật sự lúc đầu tôi tưởng con là dinh lưu, có dinh lưu E1 đấy. Cho đến khi tôi nhìn đọc lại tiêu đề dinh lưu E0S1 anh em ạ. Quái cả trường thật. E2 của nó là khi mà anh em tấn công kẻ địch trong trạng thái phá vỡ điểm yếu ấy, thì anh em sẽ tăng thêm tấn công. Đây 396k. Phát này đi luôn không ạ? Lậu. Trời ơi. Ông này cũng lại múa à? Cũng lại múa giống thầy vàng rồi. Lại nữa rồi. Rồi ok. Ulti 618k. Được chưa? Công nhìn cái ra hình người đơn mục tiêu là công có nghĩ là con này nó không có tinh hồn không? Anh em có dám nghĩ không? Thật sự rồi, tôi tưởng đây là E1 công ạ. Khi đọc cái tiêu đề là E0 tôi giật mình vãi luôn. Thề 618k công ạ. Súc vật. Sao khỏe thế nhở? Và đây chính là cái lối build bây giờ mà người ta hay chơi anh em ạ. Người ta hay chơi. Chứ bây giờ người ta cũng nói chung là có người vẫn đi bronze và có người không. Thường bây giờ người ta hay đi kẹp cái này cho nó khỏe. Và con dinh lưu này nó sẽ không có tốc anh em ạ. Nó cầm gì tấn công. How about dinh lưu cầm sự sụp đổ thì sao anh ơi? Em cũng hết tài nguyên luôn chấn rồi. Thì vẫn chơi được không? Vẫn chơi được nhưng mà nó yếu hơn thôi. Dinh lưu cầm chấn bao giờ nó cũng khỏe hơn anh em ạ. Vẫn được khỏe hơn tầm từ 15% trở lên. Cảm ơn bóng đổ nhá. Thank you bóng đổ cho một bạn để gọi free to play. Trước khi sủi chúc bạn tài và sô-cô-la trăm năm hạnh phúc à. Ủa mẹ ghê vậy. Sao mày toàn lời đẹp ý hay vậy? Đây cho anh em xem. Thank you ca đỗ nhá. Tinh Jun 164 tốc. Ok chưa? Set múa 2 anh em nhá, còn chả phải múa 5. Set 4 phong anh em nhá, 164 tốc set 4 phong. Pela
Tinh hồn 6. Set 4 phong Von Wack. Được chưa? 151 tốc anh em nhé. Con Dinh Lưu này không chơi tốc anh em ạ. Con Dinh Lưu này là 112 tốc, 3K1 tấn công, 46 và 248. Nói chung là cái chỉ số này, nói thật với anh em là cũng gọi là end game rồi đấy không ạ. End lắm rồi đấy. Cầm chấn. Vết tích 10-10-10. Xét đồ lượng tử quân 7. Ok chưa? Tinh hồn không. Được chưa? Rồi sang con Mây. Con Mây không chơi tốc. Con Mây này điểm nhấn của nó là 220 kích phá anh em nhé. Con Mây điểm nhấn là 220 kích phá. Cầm chấn. Vết tích 10-10-10. Xét đồ thì cũng là cầu vồng. Tinh hồn 2 nhưng mà không cần tinh hồn 2 thật anh em ạ. Vừa tôi xem lại video thì không cần tinh hồn 2 thật. Bởi vì là tinh hồn 2 là anh em sẽ phải đánh quái trong lúc quái bị phá vỡ điểm yếu. Thế anh em để ý là mấy phát bị phá vỡ điểm yếu là búp sảnh con nổ, nó không liên quan gì đến cái tinh hồn 2 cả. Nên thành ra là anh em không cần tinh hồn 2 anh em ạ. Em chỉ cần tinh hồn 1 thôi. Tinh hồn 1 là đủ đam. Tôi nghĩ không có tinh hồn 1 thì không đủ đam đâu anh em ạ. Hiện giờ tôi nghĩ muốn đi Zero Cycle Aventurine chắc là một là anh em phải có E1 của Dinh Lưu, hai là anh em phải có E1 của Runmay và View Team như này. Ghê đấy. Thật sự cái câu là ghê đấy. Một con Dinh Lưu quá kinh khủng luôn. Rồi anh em tôi gửi anh em nhá. Một lần nữa cảm ơn Ben 9 ngón nhá. Và thẻ tháng của Ben 9 ngón này tối nay sẽ thuộc về. Tôi chả cần hết thẻ tháng này không ạ. Thật sự là như vậy. Hiện giờ tôi đã trả, xem nào, tôi xem cho anh em xem. Hiện giờ tôi đã trả, phải nói thật với anh em là gần hết thẻ tháng rồi. Còn đúng 3 bạn là bạn Majority này, là bạn ấy chưa liên kết tài khoản ngân hàng này. Bạn Ayaka Sim này là chưa gửi lại Momo số tài khoản ngân hàng. Bạn Chimku này cũng chưa gửi lại Momo số tài khoản ngân hàng. Bạn ấy có chat với tôi rồi nhưng mà bạn ấy chưa gửi lại số tài khoản ngân hàng anh em ạ. Còn lại tôi trả hết rồi anh em nhé. Hết sạch thẻ tháng đấy. Ghê chưa? Mày chiều nay tôi đang xuất vãi luôn. Và người chúng thẻ tháng đó chính là ui Nam Đỗ này. Ê Nam Đỗ ơi. Ui lần đầu tiên luôn này. Chúc mừng Nam Đỗ nhá. Bú rồi còn gì nữa. Tuyệt vời quá Nam ơi. Cuối cùng Nam Đỗ vui lòng chụp ảnh tài khoản YouTube nhá. Gửi giúp tôi qua chấm tan fanpage và cũng như là gửi tôi số Momo, số tài khoản ngân hàng nhá. Chúc mừng Nam. Thẻ tháng tiếp theo bốc 400 like anh em nhá. 400 like tôi sẽ gửi ra tiếp. Bây giờ tôi sẽ xem thêm một video nữa đi. Một video cuối cùng trước khi chúng ta gacha nào. Đó chính là video gì nhỉ? Quên mẹ rồi. À video Acheron Zero Cycle đúng không? Dạ tôi nghĩ video này mọi người xem hết rồi. Mọi người đều biết hết rồi. Ở thời điểm này con Acheron là một con tôi nghĩ là dễ đi Zero Cycle nhất. Đúng không? Em có nhận không? Tự dưng muốn ban thế nhỉ? Ơ Mid Donate của mẹ Minh Nhật. Ơ Chim Cu à? Chim Cu vẫn chưa gửi à? Chim Cu. Ê mẹ Minh Nhật Donate qua đâu đây không ơi? Hello Hùng Nguyễn nhá. Ui lần đầu tiên xem like à? Hello Hùng Nguyễn. Em chờ tí phát tôi xem nào. À bơ 10k. Xem Animated Shot mới bên Genshin chưa ông già? Hello mẹ Minh Nhật nhá. Chưa mẹ Minh Nhật ạ, nhưng mà giờ này có chơi Genshin đâu mà xem. Thế bú được 20k mẹ Minh Nhật cơ à? Đã đấy. Nào ta cùng xem nào. Zero Cycle bằng Acheron. Tôi nghĩ ở thời điểm này con Zero Cycle bằng Acheron nó là dễ rồi. Nó sẽ yêu cầu việc setup tốc thôi. Đúng không? Và DPS check thôi. Đủ đam là được. Đủ đam là ăn. Cảm ơn ca Đỗ chứ. Ui mẹ vay cứt đã chém hai mục tiêu 700k á. Ui ghê nhở. Ui cái gì đấy. Em mới bú đợt cái gì đấy. Cay thế nhở. Hai cái đô đất cùng nhau luôn. Thank you ca Đỗ chứ. Thôi ca ơi. Em đi ngủ đi em. Khỏi cái đô đất em ạ. Anh cứ tưởng là chú bảo chú lên chú đô đất chú va nhau với em tài thế nào ấy. Cuối cùng có va nhau quái gì đâu mà anh cứ hóng hớt từ ấy giờ. Z
ra là mõm à? Em mới bú Dinh Lưu rồi anh ơi, giờ cung mệnh nào cho em đáng để lấy? Thực ra cung mệnh 1 đáng lấy nhá anh em ạ. Theo tôi đánh giá cung mệnh 1 Dinh Lưu là ngon nhất đấy. Cung mệnh 1 Dinh Lưu là mạnh nhất đấy không ạ? Đáng để lấy nhất. Cung mệnh 2 không đáng để lấy lắm đâu các anh em ạ. Ui. Ê. What the fuck? Cái gì đấy? Cảm ơn Đạt nhá. Ui nhờ. Sao con Nachiron này còn có mẹ 400 máu đây? Uầy, con Pela này break. Nó break của mây không ạ? Xong còn giảm kháng băng. Mẹ nó break một lớp ạ. Ghê thế. Quỷ nhây. Ấy à, cũng ngưỡng máu tử thật không ạ? Mẹ tí có bắn con Acheron ở đi. Co của Dot mà lị. Đây rồi, tôi xem nào. Cái ngưỡng máu tử này tức là con Acheron sẽ không bị đấm phát nào gì? Đơn mục tiêu. Uầy. À break nó luôn không ạ? À? Đơn mục tiêu ghê chưa? Uầy nhưng mà con này nó cần con mây build kích phá nhiều đấy không ạ? Ấy à. Vừa khít thế nhở? Ấy à. Mà anh hỏi thật chứ đen này. Thế cuối cùng là chú răn cái bao trong bao lâu đấy? Khi mà anh nhìn ba con này mà anh ngưỡng cái máu này, anh nghĩ chắc là đái ra quần mấy lần. Em quên mất em vừa nhắn số Momo rồi, ok nhé, để anh check sau nhé. Chắc là mẹ quần đóng bỉm mấy công ạ. Em nói một tiếng thế, ôi một tiếng này nhanh nhở? Một tiếng này nhanh ác ấy nhở? Hên đấy. Đây rồi, ui cái gì cơ? Ui, ê. What the hell? Ui 95% công ạ. Ui 95% này là hết bốc sảnh rồi công ơi, hết bốc sảnh rồi. Đang 6% đây mà, đúng không? Là sảnh nổ rồi mà. Bốc sảnh đã nổ anh em nhé. Tức là chúng ta sẽ có break này, chúng ta có chiến kỹ này và chúng ta có tuyệt kỹ đúng không? Là tổng là 950k. Uầy, đây rồi. Uầy, break tận 125k không ạ? Uầy. Bởi vì là trong cái thái ulti của Acheron anh em ạ, là anh em sẽ có giảm kháng. Nên thành ra cái damage break là to hơn không ạ? Break vừa đấy nó chỉ có được 7 mấy k đúng không? Thế mà bây giờ lên được tận 125k rồi này. Kinh nhỉ. 375k, 480k, 823k. Ok, phát E phát chết luôn còn gì nữa. E phát là 150k. Được không? 160k luôn. Uầy. Sức mạnh tuyệt đối. Đúng không? Không còn phải múa mùng cái gì cả. Con này là 80-176. Ôi, con này 130 tốc cơ. Ai chả. Thì ra là đi cùng mây chúng ta sẽ phải build tốc anh em ạ. Thì ra là như thế anh em nhé. Con này cầm cầu tấn công đúng không? Ừ, chắc là cầm cầu tấn công đi cùng mây cầm cầu tấn công rồi. Cầu tấn công 130 tốc, 80-176. Rồi. Set đồ, ok. Mix được. Tinh hồn không, ok. Sói 160 tốc. 4 phong không? Không 4 phong, set break anh em ạ, à. Ái chà. Pela 161 tốc. Ok, ok, set 4 hacker anh em ạ, à. Cho nó đẹp nhé. Cho nó vui, ok chưa? Không vấn đề gì cả. Rồi con mây tôi đang phân vân con mây này. Con mây chế tốc anh em nhé. Mây 148 tốc cầm chấn này. Con mây này có tinh hồn không là cái rất quan trọng. Tôi đoán là con mây này có tinh hồn anh em ạ. Có tinh hồn không? Chắc phải có tinh hồn 1 chứ anh em nhỉ. Tinh hồn 1 thật. Tinh hồn 1 thật. Ơ. Thế thì nếu không có tinh hồn 1 thì không đủ đam. Chắc chắn là không có tinh hồn 1 thì không đủ đam rồi.
Bởi vì là cái phát vừa rồi ulti của con Acheron anh em ạ, là vẫn đi được ấy. Nghe hơi vô lý nhỉ. À đúng rồi, vẫn đi được thật. Vẫn đi được thật, trừ 100 dép rồi. Đúng rồi, không cần E1 anh em ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta đi cùng với cả sói bạc, chúng ta đi cùng Pela mà công. Thì Aventurin làm gì có phòng ngự. Đúng rồi, thì vẫn đi được anh em ạ. Cái E1 không có tác dụng gì đúng hơn. Ghê nhỉ. Ghê đấy công ạ, phải thật sự là rất ghê đấy. 10 điểm nhá, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Ờ, xem bao nhiêu kích phá không? Không sâu anh em ạ. Con này bao nhiêu kích phá đấy à Đen? Con này 3K1, 1K7, 148 tốc à? 200 kích phá à? Ok, rồi. Được. 10 điểm đấy. Hay nhá. Nào, mình gacha nhá. Tôi cứ đến lúc rồi anh em ạ. À, có xem giải của Cầu Quan đúng không? Thôi tí xem giải của Cầu Quan anh em ơi. Tí tôi muốn xem Cầu Quan là hiện giờ tổ chức giải như thế nào. Hôm trước Cầu Quan có nói chuyện với tôi, bảo là sắp tới có giải. Đang có định vào gọi là hóng hớt một tí xem là liệu nhà mình có ai muốn tham gia không. Có anh em nào nhà mình tham gia giải Cầu Quan không? Anh em đăng ký tham gia cho vui mọi người. Thấy format bên đấy cũng khá là hay anh em ạ. Thấy mọi người bảo thế nhưng tôi chưa đọc thử, định hôm nay đọc. À 400 like rồi đúng không? Rồi này. Thẻ tiếp theo anh em nhé. Thẻ tháng tiếp theo sẽ là thẻ tháng của bố Phong Hát nhé. Chấm than cảm ơn bố Phong Hát. Và đừng spam quá lắm được anh em nhé. Nào tôi sẽ đi vào gacha anh em ơi. Như vậy là người đầu tiên gacha là em Phan Lưu đúng không? Em lấy trấn anh ơi. Ui trấn Aven á. Ủa cái thằng này nó bị làm sao nhỉ? Chết rồi công ơi. Cái mùi trấn Aven này làm tôi không thực sự yên tâm lắm anh em ạ. Taron người ta lấy trấn của Dinh Lưu các kiểu con đà điểu chứ không nhỉ? Đây đi rôn trấn của Aven à? Cũng quỷ đấy. Không được, mình phải có niềm tin anh em ơi. Hôm nay mình live stream để mình gỡ mà đúng không? Đúng 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 đúng. Hôm nay mình live stream để mình gỡ chứ không phải là để mình sợ. Mình phải tự tin lên anh em ạ, tự tin lên thì mới chiến thắng được. Mục tiêu hôm nay sẽ lên 15-13 anh em nhé. Không được, nói thế là hơi xa. Mục tiêu trước mắt là sẽ là 13-13 anh em nhé. Mình phải gỡ lại cái thể diện của mình đã. Được chưa? Gọi đã có Aventurin đúng không? Ui, không cần không ạ. Không cần phải tâm linh gì cả. Tự tin lên. Lấy trấn Aven đúng không? Nào lịch sử nào. Ui. Rồi mình có pin thứ 3 thôi anh em ạ. Sáng nay em cũng suýt nữa có trấn Aven nhưng mà vì một lý do nào đó. Vì chú đen đấy. Dàn con ạ. Chắc chắn là chú đen rồi. Chứ anh nghĩ chả có cái lý do nào ở đây cả. Chứ sáng nay mẹ nhìn anh rôn mẹ như thế trẻ tre vậy. Ai cũng trúng hết hết mà. Đúng không? Ai cũng bú hết. Làm gì có người nào lệch đâu. Đúng không không? Chắc chắn là như vậy rồi. Cái thằng Phan đâu nhỉ? Ê Phan ơi. Rôn trấn đúng không? Cái thằng này. Thôi chắc là rôn trấn rồi công ơi. Nó bảo tôi là em đăng ký rôn Aven anh ơi này. Em rôn nhân vật rồi này. Giờ em lấy trấn thôi. Chắc là rôn trấn Aven rồi. 13 người bên cạnh kia. Thực ra là 13 người này là 13 người họ cố tình làm như vậy. Để họ muốn ủng hộ tôi mua cái máy hút bụi anh em ạ nhé. Cảm ơn Đạt rất nhiều nhá. May có hơn 70 nháy không thì cũng trầm cảm. Họ ủng hộ tôi, họ không có điều kiện về kinh tế ủng hộ tôi để mà mua máy hút bụi nên họ quyết định là họ dùng một cách nào đó để tôi có khả năng lấy máy hút bụi anh em nhé. Uầy, cảm ơn Hanu Revit nhá. Thank you Hanu rất nhiều. Mẹ cái thằng Phan Lưu này. Nãy con thấy nó sủa mà. Giờ lại không đi sủa rồi.
Hướng chạy thăm nó xem nào. Phan có đang ngon không? Phan đéo ngon cơm à? Kệ mẹ đi. Tôi cứ rôn lên cơm ơi. Đúng không? Yên tâm đi. Chắc chắn là trên Aven rồi. Tôi hỏi thật công một điều, có quá đáng lắm không nếu như mà tôi nổ ra trấn Aven? Tôi có thể xin phép, tôi có thể xin phép bú được thêm một lần win nữa không? Tức là nó không phải là một lần win mà nó là x đôi không? Đúng không? Nó phải x đôi còn gì nữa? Đúng không không? Là như vậy đấy. Người bình thường làm sao mà làm được? Lâu thế. Nhưng làm gì có nhưng. Không có nhưng nào ở đây cả công ạ. Lịch sử ấy hả? 13 nháy. May là có anh nên em được 160 à. À Tùng à. Hả? Anh em thấy sao? 13 nháy. Có xứng đáng không? Có xứng đáng thành 11, 13, thành 13, 13 không? Thôi nhá, xong nhá. Cầm xu hướng thị trường con cực à? Vào bú ngay cho anh cái chấn nhá. Anh nghĩ rồi, Phi ạ. Thằng fan này chắc phải đi tù nguyên tuần rồi em ạ. Đỏ như ló thế này thì... Đúng không? Vì bạn xứng đáng đúng không? Không cho à? Không cho thì thôi. Không cho thì tôi làm cái gọi là 12 vậy. Không sao cả. Người ta chiến thắng bằng thực lực mà công. Đúng không? Người ta chiến thắng bằng thực lực chứ. Xinh quách đúng không? Anh Ron dù một Aven với lệch thì dừng nha anh. Không làm gì có chuyện lệch em. Làm gì có chuyện lệch. Sáng anh chỉ làm content thôi. Sáng anh làm tí gọi là máy hút bụi thôi. Tối nay không có Minh Thống phát là công sẽ thấy rằng tôi là một con người khác. Đi vào cái mốt gọi là mốt nghiêm túc. Bình thường công thì tôi mẹ ngờ nghịch vậy thôi. Ngáo ngơ ngốc nghếch đần độn vậy thôi. Như của Saitama hay không? Đúng không? Với cả là họ sáng nay là những người anh em đấy là cũng ủng hộ tôi. Bởi vì là họ không cách nào để ủng hộ cả. Nên họ quyết tâm là họ làm một tí content, hiểu không? Để cho tôi có cơ hội lấy được máy hút bụi. Là Aven đúng không? Aven sáng nay mình rôn ở đâu ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi. Một chỗ rất là tâm linh. Nhưng mà chỗ đấy sáng nay không tâm linh lắm. Nhưng mà không sao cả. Không sao cả công ơi. Tôi nghĩ là giờ tối nó khác rồi. Giờ tối là khác này. Giờ chúng ta không làm content này. Rồi lại trừ một thôi anh à. Không hề là trừ một. Kèo này là 13, 13 này. Anh hiến tế 13 người anh em vì máy hút bụi sao? Không phải tôi hiến tế anh em. Anh em nói thế là mất quan điểm. Mà là những người anh em đấy, họ quyết định là họ tự nguyện ủng hộ tôi mua máy hút bụi. Đấy, anh em dùng từ đấy nó mới chuẩn. Cậu lại dùng từ là hiến tế. Làm gì có hiến tế? Anh em nhìn tôi rôn làm gì có lệch đâu. Ui, 223 vé. Rôn 1 Aven á. Wow. Lại sòng bạc anh ơi, địa điểm tâm linh à? Ờ thôi được rồi, sáng nay chúng ta chưa đôn ở sòng bạc không ạ? Giờ chả quan trọng đâu. Giờ đứng đâu chả đôn chả được. Đâu? Sòng bạc ở đéo đâu không nhỉ? Đây à? Đúng đây đúng không? Thường anh em những cái ạc mà có tân thủ này thì thường là... Ôi, 70 mà. Ô. Máy gacha to đúng đây hả? Đúng đây không? Quả nick nhịn ỉa thật sự à. Đây đúng không công? Đây đúng không? Bỏ số. Có khi nào lại jackpot không?
Giải lớn cũng được không ạ? Ok. Ui, được một cái gì này? Một Aven này. À không phải à? Ơ cái gì? Ô thế cái nào? À cái này ấy hả? Đây à? Cái này đúng không? Ok được được được. Mẹ câu nghiện điên ạ. Công nghiện lắm. Giải đặc biệt luôn. Bú rồi. Yes sir. Thôi được rồi. Tôi chỉ xin phép gọi là bú. Cứ tưởng ngon nhưng mà lại không ngon lắm không ạ. Mẹ cứ tưởng ngon mà lại không ngon lắm à. Cái đéo gì đấy. Rồi anh em ơi, PT là 6 nhá, không sao cả. Hôm nay tự tin các ông ơi. Hôm nay tự tin 16. Hôm nay là tự tin, được chưa? Một phong thái nó khác này. Một người chơi 26 đúng không? Ừ 26, một người chơi thực sự là tự tin này. 26 chưa có gì à? 3 tím cơ à? Được được. Rồi 36 nhá. 36 vẫn chưa thấy gì à? Sao cả, không sao cả, tôi vẫn ổn, tôi vẫn ổn. Bốn mươi sáu. Ô, nó định làm một tí thử thách cho mình à? 56. Ô, vẫn chưa có gì à? 2 tím à? 66. Rồi, chạm PT anh em nhé. Nó phải là cái thế chạm PT. Và đó là phấp phới rồi. Phấp phới rồi. Không thái nhà vô địch. Như vậy là thông báo với anh em, đây chính là cái mảnh ghép cuối cùng mà tôi còn thiếu để cho chọn cái bộ sưu tập của cả ngày hôm nay roll lệch. Anh em nhé, cả ngày hôm nay roll lệch tôi chỉ thiếu đúng mỗi Clara. À rồi tiếp đi anh ạ. Ok em, ok em. Vẫn có niềm tin à? Vẫn có niềm tin nơi tôi anh em ạ. Đúng mà có đủ thất hoàng đấy. Sáng nay thấy Shirohime ngồi tính lại là tôi còn thiếu đúng Clara thôi không ạ? Chết giờ rồi. Mẹ, thế này thì đuổi bắt thế này bao giờ mới xong được? Hỏng rồi. Tất cả tại mấy ông đấy, cứ rủ ra cái chuyện đánh bài đánh bạc cơ. Mấy ông này chán lắm cơ. Chán lắm, chán lắm. Anh ơi, bên GD không rep em sao giờ? Em là trúng hôm nào ấy nhở? Kim Yuki nhở? Em chờ đủ một tuần em nhắn lại anh nhá. Để anh hỏi lại. Mấy ông cứ bảo tôi đánh bạc thôi. Đánh bạc làm sao mà ăn được không? Mình phải vào đúng chỗ tâm linh anh em ạ. Đây tôi cho ông xem này. Có khi X10 ra luôn đây này. Này là không trách được nhá. Này là do anh em kinh chat nhá công nhá. Không hề do tôi. Dồn tiếp à? Phong thái nhà vô địch này. Tự tin này. Có vẻ là không rồi. Có vẻ là không rồi. 10 không được thì 20. Ừ nhờ phải GA đúng rồi công ơi. Chuẩn chuẩn chuẩn. Ơ thế nãy tôi chưa GA. Ồ thế thì bảo sao. Bảo sao lắc nó chưa về. Rồi như vậy là một lần nữa cảm ơn bố Phong Hát đã GA thẻ tháng. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Anh em chả nhắc sớm gì cả. Lẽ ra anh em nhắc sớm hơn chứ đúng không? Công nói thế mất hết cả lắc. Đúng quả sao lắc chưa về. Không phải lẽ ra có khi bây giờ GA xong này, tí nó lại lên mẹ, nó lại nổ vàng luôn này công này. Mà đó chính là 600 like với GA hàng ngày tiếp anh em nhé. 600 like, 600 like, 600 like. Và đó là bạn Yến Trang Nguyễn à. Mà này không có hội viên anh em ạ.
Lần đầu tiên anh em nhá, tên lạ lắm. Yến Trang Nguyễn đâu nhỉ? Tôi sẽ đếm ngược anh em nhá. 7 này. 6 này. Ôi đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chúc mừng Yến Trang Nguyễn nhá. Yến Trang Nguyễn vui lòng chụp ảnh tài khoản YouTube và gửi giúp tôi qua chấm than fanpage nhá. Và cũng như là gửi tôi số Momo và số tài khoản ngân hàng. Chúc mừng bạn nhá. Chúc mừng bạn Yến Trang Nguyễn. Rồi ok. Rồi giờ lắc về rồi cơ ông ơi, lắc về rồi đây. 600 like mình vẫn gửi anh em nhá. 30. Lắc về. Tất cả là tại anh em viewer kênh này cả, thật sự với anh em. Tất cả là tại vì anh em viewer kênh này. Các ông thấy chưa? GA một cái là ra luôn. Tối nay các ông vắt tay lên trán nhá. Tất cả cái vắt lệch vừa rồi nó là tại các ông đấy. Các ông đã đẩy một con người đi đến bờ vực của sự tuyệt vọng. May mà tôi lại chợt nhận ra anh em ạ, là mình chưa GA. Thế là GA một phát là ngon ngay. Mà chúng ta đều thỏa thuận với nhau đúng không? Nếu như mà lệch mà trong 30 ngày tiếp theo mà vẫn nôn ra được thì vẫn là một kèo win anh em nhé. Được chưa ạ? Vẫn là một kèo win. Ok chưa? Cái thế này là cái thế 13-14 anh em nhé. Vẫn là một kèo win này. Có chứ. Nói từ sáng đến giờ rồi với cái ông này. Rồi, chúc mừng chú nhá. Tí thì bị anh em kênh chat thí. May mà nhờ có anh cứu nhá. Cứu giá, ok. Là em đăng ký Ron Dinh Lưu anh ơi à? Ok, rồi, được. Rồi, sắp hòa rồi công ơi, sắp hòa rồi. Cố lên. Mày sẽ làm được. Xinh quách vừa Ron đúng không? Fan lưu vừa rôn đúng không? Nhưng mà chúng ta còn có 3 người nữa anh em ạ. Cái thế này vẫn còn thở được. Đạt Hoàng à. Alo. Giờ anh vào nhé. Anh này đổ tội anh em kênh chat. Ôi thì kìa. Cậu có thể vắt tay lên trên trán mà suy nghĩ đi. Tôi nói có chuẩn không? Rõ ràng tôi bảo với anh em là phát này mà GA xong mà lắc về y rằng không đạch đi đâu được. 13-7 là quá đẹp, 17 là quá đẹp à? Không. Phá này sẽ là về bờ này, 14-14 này. Khi mà được khai thông rồi. Và nãy ông nào còn bảo ra cái máy casino. Tôi đã ngửi cái mùi nó không thơm lắm vào đây rồi. Ý rằng đấy, về đúng cái chỗ tâm linh của tôi phát là nổ. Mà nổ rất sớm, đúng chưa? Viewer không nhắc cũng khuyên GA, anh này tệ ác à. Mình xin cốt nhé. Không được, tôi sẽ gỡ đấy không ạ, tôi sẽ gỡ đấy. Không gỡ được, đéo đi ngủ đâu, thật. Cay lắm rồi. Ba người này, mình làm cái kèo 16-14 cũng được anh em ạ. Như vậy tổng kết 30 kèo chúng ta. Nói chung là win được trên 50-50 là chiến thắng rồi. Là tối nay gọi là chắc đấm nệm êm rồi. Nhưng mà ảo nha anh em nhỉ. Hôm nay fan lưu thì x10 ra. Cố 14-14 nha anh ạ. Được. Em đã có niềm tin ở anh. Thì anh cũng có niềm tin ở anh. Em 50 rôn thường ra 2 chấn G-pad anh ơi. Ghê vậy. Mát vậy. Ông này quỷ đấy. Banner thường ra đen anh em ạ. Thật banner thường ra rất đen luôn. Anh em ơi cho xin ra 600 like nào. Tôi GA phát nào. Tôi lại cứu bạn này một phát nào. Ê con Mên đâu? À con Mên đây à. Tôi lại cứu bạn này một phát nào. Còn cô Mi nhá. Còn em thì ra Aventurin bảo hộ những vật hệ băng à. Chưa buồn với em nhé. Thế là em chưa tìm đến anh đấy. Lẽ ra nó phải là con Aventurin hệ số ảo rồi. Nếu như mà để anh xử lý. Đó, chưa? Không, phải còn 2 tí nữa. Đấy. Nhìn anh luôn xong hơi rén à.
đâu đủ đủ 600 like chưa? 584 like rồi công ơi. Nào GA nào, GA nào. Cho xin 16 like em ơi, mình GA phát nào. Tôi nghĩ mình phải làm một tí tâm linh đi. Nhìn cái 13 14 kia thì ai dám tin hả anh? Nhìn cái 13 14 kia thì đúng là ai dám tin thật. Ơ, vừa cảm ơn Vũ Phong đúng không? Rồi anh em ơi, tôi sẽ GA thẻ tháng của bạn Vũ Duy Đức anh em nhé. Chấm than, cảm ơn Vũ Duy Đức. Và đừng spam quá 5 lần cả nhà nhé. Chúc cả nhà may mắn. Nào xếp PT xem nào. Này luôn gì nhỉ? Ui, ông này vừa mới đổ Acheron này hả? Kèo này khó vậy. Ui, cái gì đây? Cho em anh A Liêm về phò chị Tuyền nhé. Lệch thì thôi anh ạ, Gia Himeko vẫn thắng. Ừ, không được em ạ. Nó sẽ phải là Aventurine đấy, chứ không thể là con khác. Ôi, nhưng mà thế này làm sao đủ? À, bạn có 5.000 ngọc đá đây à? Ok, ok, được, được. Được, 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 được. Thôi được rồi, kèo gacha đang lên đúng không? Mình cứ phải roll đi đã. X10 chưa có gì à? Nhạc lên rồi, nhạc lên rồi, nhạc lên rồi. Ui, 3 tím luôn không ạ? Như vậy là 10 vé này chúng ta được trả lại 3 vé anh em nhé. X20. 20 vẫn chưa có gì à? Ok này. Đây. Một lần nữa là cảm ơn Vũ Duy Đức rất nhiều nhá. Tôi phải chơi cái bài hèn hèn một tí thôi anh em ạ. Cảm ơn Vũ Duy Đức rất nhiều và người trúng thẻ tháng của Vũ Duy Đức sẽ thuộc về Ui, lại thằng rớt công ơi. Ê, lại là nó công ơi. Cái thằng rớt này sao mày trúng nhiều thế hả mày? Đây, rớt này hiện giờ thông báo với anh em trúng lần thứ 9 nha anh em nhá. Lần thứ 9 các ông nhá. Lần thứ 9 anh em ạ. Rất vui lòng chụp ảnh tài khoản YouTube nhá và gửi giúp anh. Atom ơi em đến đây à. Gửi giúp anh qua chấm than fanpage nhá. Cũng như là gửi anh số Momo, số tài khoản ngân hàng. Ôi, lần thứ 9 mà thật công đây anh em nhìn này. Lần thứ 8 này. Ngày mùng 8 tháng 4 các ông này. Thằng này nó không phải là con người rồi. Nó với Atom giờ lần thứ 9 hết rồi. Rồi như vậy là vẫn may đã được em rớt bú. Và bây giờ thì tôi. Ô, vẫn chưa đến tôi à? Ô ghê em ơi à. Vẫn chưa đến tôi à? 30 nháy chưa có gì này. 40 nháy này. Vẫn chưa thấy đâu à? Cái thế này dùng cái thế chạm PT rồi. Ôi, đồ ăn muốn em này. Điểm đấy, may mắn đấy, may mắn gõ cửa rồi. 50 này, vẫn chưa có gì này. Chưa có gì này. 70. 14 đi công ơi, 14. Xin đấy. Vẫn chưa có gì công ạ. Uầy, người ta gọi là vừa, ôi xin một cái gì đấy. Người ta gọi là vừa sinh à. 70. Ôi 70 nổ á. Tám mươi rồi cha ơi. Ok. Là giật lấy cả mình ạ. Không thế thì nếu mà 80 thế rồi công ơi. 80 thì bú ra đây cho công xem này. Thấy chưa? 70 tôi sợ thật công ạ. Nhưng mà 80 thì ăn chặt rồi.
Rồi, 14-14 anh em nhá. Vô địch chưa? Được chưa? Tôi tưởng 17 tôi sợ. À, 70 tôi sợ. 70 thì nó dễ hết lệch em ạ. Nhưng mà 80 thì không sợ. Đúng 75 nhà anh em ạ. Rồi, chúc mừng bạn nhá. Quá đúng khi đi anh à? Tất nhiên rồi em. Sáng anh chỉ làm content thôi. Mày quá công ơi, tuyệt vời quá, tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời này, người tiếp theo. Người tiếp theo sẽ là bạn Khang Đinh. Ô, Khang Đinh gacha chưa nhỉ? À, Khang Đinh chưa gacha anh em ạ. Alo. Thế bạn này có ăn không anh em nhé? Quá. Ok anh ơi, ok này. Sáng mai ra Genlet Zone Zero à? Chết mẹ rồi, ngày mai vợ tôi được nghỉ không ạ? Ngày mai vợ tôi được nghỉ không ơi? Thế thì có khi ngày mai bọn hai vợ chồng tôi lại dậy muộn lên. Không biết có đúng giờ mà quẩy Genlet Zone Zero được không? Mai là beta anh em ạ, mai là beta. Cốt đâu nhảy lâu vậy? À đây rồi, cốt đây rồi, cốt rồi. Rồi, 15/14 anh em nhé. Như vậy là khả năng là trong tối nay chúng ta sẽ làm được là 16/14 anh em ạ. Làm gì mà dậy muộn anh thì ngủ không? Hôm nay làm việc cả ngày nó cũng mệt anh em ạ. Tối hôm qua nay tôi ngủ được một tí thôi anh em. Hôm qua là 2:30 tôi đi ngủ, sáng nay 7 giờ tôi dậy. Ngủ được có tí ạ, nó cũng hơi cá đuối. Không phải 14-16 nào kìa. Trên than thiên. Được rồi. Tôi sẽ làm cho các hater thực sự là hiểu vấn đề này. Dập tan cái hy vọng của các hater luôn. Dập tan toàn bộ hy vọng của hater luôn. 800 like mình vẫn gờ anh em nhá. Ron Aven à. Aventuzin à. Ồ. Đùa tôi à? Chúng beta nó gửi email anh em ạ. Chán nhỉ. Thật. Cụt hết cả cảm xúc anh em ạ. Chán thật. Thôi anh em ơi. Chả zone nữa. Thôi bạn ơi. Thôi chú tự vào zone đi vậy. Thôi chú tự zone đi. Này nổ đến đít rồi. Lại còn bảo hiểm. Trời ơi. Thế là cùng đấy. Mất công mình làm phép. Thế nó có chán không? Nào. Như vậy là người cuối cùng chính là bạn Tư Bản Nông Dân đúng không? Em Ron Dinh Lưu à? Ok nhá. Thế thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là tối nay chúng ta sẽ phân định thắng thua bằng chính cái kèo này anh em nhé. Được chưa? Bằng chính cái kèo này. Một. Em ra Ave biết hồi sinh rồi anh ơi à. Thôi, chia buồn em nhé. Chia buồn với em. Đúng rồi, một là 14 năm và hai là 15-4 đây. Chỉ một lần duy nhất, chỉ một lần duy nhất. Uầy, mẹ khó nhờ, thật sự với công đấy. Tôi chưa thấy banner nào luôn khó như banner này đâu. Thật ra anh em là như vậy. Trong tất cả các banner mà tôi đôn... Tôi sai mã. Trong tất cả các banner mà tôi đôn từ trước đến giờ anh em ạ, đây là banner khó nhất đấy.
À bật vốt à? Được, được, hợp lý này. Và đó là 15, 14. Mười bốn, mười lăm. Được, 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 được. Một kèo đây, duyệt đêm nay em nhé. À, Rôn Trấn Dinh Lưu. Ôi, kèo này dễ thở hơn rồi đấy. Cái kèo này không biết rồi đấy. Rôn Trấn Dinh Lưu anh em nhé. Ok chưa? Với khả năng của tôi mà Rôn Trấn Dinh Lưu thì không phải hiểu đấy. Nó thuộc hàng số rách. Đã rôn là chúng. Được chưa ạ? Đúng rồi, 75% mà. Vô địch rồi. Như vậy là chốt sổ tối nay là một, tôi nghĩ là một ngày yên bình anh em ạ. Là một ngày hợp lý. Cái gì đấy, sao có đi lại vậy? Cái chỗ của anh ảo quá, em rôn 30 rôn ra luôn này. Ui, thật à? Thế cho anh công một vào được không em? Được không công? Hợp lý nhờ. Mình bú một tí win của bạn ấy không? Bạn ấy đứng chỗ của tôi rôn này. Và bạn ấy bú này công này. Thì mình cũng phải bú chứ. Ai cho à, không liêm một tí nào à. Kèo này khó hay không ạ? Tôi cứ tưởng là 75% với nó sẽ là dễ thở. Cho đến khi tôi nhầm rồi. Súc vật. Lại thêm một con nạc súc vật nữa rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Tan thành mây khói rồi không à. Và có vẻ như là 69% anh em trên kênh chat. Có vẻ họ đang có một chút ưu thế ở đây. Nhưng mà đấy, chỉ có kẻ yếu mới nói như vậy thôi. Với tôi sẽ là không thể anh em nhé. Với tôi sẽ là không thể. Với tôi sẽ là không thể. Tôi làm được, tôi làm được. Tôi vượt qua nghịch cảnh hơn 20 nháy này. Tôi vượt qua nghịch cảnh. Tôi chứng minh cho các hater thấy rằng họ đã nhầm về tôi. 30 nháy đúng không? 40 nháy. Đấy. Và đó là 40 nháy á. Có 40 nháy không ạ? À? Địch mỡ, sao con đạc lại đỏ thế nhờ? Không mày quá, không x2 game mà nói x2 chắc là khóc. Nó mà x2 đó thì khóc à rồi. Như vậy là vô địch rồi anh em ạ. Cuối cùng thì một lần nữa xin được phép cảm ơn 32% những người anh em, những người ở cái thế gọi là cái thế cửa dưới. Cảm ơn Đạt nhá. Đã vẫn tin tưởng tôi, đã vẫn tin rằng tôi làm được. Và tất nhiên rồi, tôi làm được không? Làm gì có chuyện tôi không làm được. Đây chuyện đương nhiên đúng không? Em đặt đúng cửa đấy. Tôi còn dư 30 vé nhá. Chúc bạn may mắn lần tới. Dễ chưa? Dễ luôn. 75% nhưng cái vấn đề là nó nổ trong vòng có 40 nháy không ạ? À? Đấy là mấy câu chuyện. Không được, không được. Hết rồi không ạ? À? Sẽ không còn một kèo hiến tế nào ở đây cả. Chốt sổ ở đây là hợp lý rồi. Tối nay ngủ ngon rồi. Tối nay là thật sự là ngủ ngon rồi. Em chờ tí nhá. Tôi sẽ mở cái phần... Tôi sẽ mở cái phần giải đấu cầu an anh em nhé. Tôi cũng chưa hiểu giải đấu cầu an lắm anh em ạ. Sáng thế. Bọn này nó không có ấy à? Ê, nó không có...
Sáng quá các ông ơi. Đánh giá thế này là hơi sáng anh em ạ. Ông này ông ấy không để cái gọi là đắc mốt à? Lu 14 mà anh ngủ ngon à? Thì thôi win vẫn được rồi, các còn muốn thế nào nữa, thật kiểu buồn cười nhỉ. Em sao xem nào? Unlimited Championship Series 14. Ok. Đối tượng tham gia tất cả mọi người. Ok. Thể lệ tham dự là gì? À, các thí sinh gửi mail về địa chỉ. Ái chả dùng cả mail cơ à? Ôi, cái thằng ca đỗ này mà vẫn chưa đi ngủ à? Cảm ơn ca đỗ chứ. Anh ca đỗ vẫn chưa đi ngủ không ạ? Các thí sinh sẽ gửi mail về địa chỉ mail của giải. Cảm ơn Nam Đỗ nhá. Thank you Nam Đỗ nhiều. Kinh thật mẹ ông cầu quan này. Thề với anh em luôn là cũng chắc cốp đấy anh em ạ. Bởi vì là hiện giờ là yêu cầu gửi mail về địa chỉ. Anh em ạ, kinh chưa? Gửi cả mail luôn. Ác liệt đấy. Trong mail sẽ có một video đánh MOC tầng 10 hả? Ê. Đánh tầng 10 á? Ồ. Không phải là tầng 11 anh em ạ. Nhờ. Mà là tầng 10. À đúng rồi. Giải lại Unlimited mà cơ. Đúng rồi, người ta toàn chơi 4 sao thôi. Người ta toàn chơi 4 sao mà anh em. Đúng rồi, giải free to play mà. Cũng không phải Zero Cycle đâu đúng không? Đúng rồi, hợp lý. Chứ bây giờ mà vác lên tầng 12 thì cũng khó mà đúng không? Làm sao 4 sao đi được. Hợp lý rồi anh em ạ. Đó là lý do vì sao em để ý là team TQE họ eco rất nhiều con bài 4 sao. Kiểu mấy con hook này, mấy con chinh chê là rất người ta rất hay chơi anh em ạ. Đan hàng các kiểu nhờ. Không biết có Alan không, tôi không rõ. Luật thi đấu là gì? Có thể gửi dự bài thi nhiều lần để lấy bài điểm cao nhất. Ngày 24 tháng 4. Ồ, tức là còn khoảng 4 ngày nữa anh em ạ. Anh em nào muốn tham gia thì nên tham gia sớm anh em nhé. Bởi vì hiện giờ là nói chung là còn có 4 ngày nữa thôi đấy. Sẽ công bố điểm vòng loại và liên lạc với cả 18 thí sinh trúng tuyển qua Gmail. Ok này. Trong thời gian diễn ra vòng loại, bài dự thi của các thí sinh sẽ được chấm điểm và cập nhật liên tục trên sóng stream YouTube của Kwan. Hãy chú ý theo dõi để không bỏ lỡ. Ok. Thời gian nhận bài từ ngày đến ngày 22. Ok. Rồi. Chung kết 18 người có điểm cao nhất vòng loại và đội vô địch từ mùa trước sẽ được tiến vào vòng chung kết. Ồ. Tức là hiện giờ sẽ có 20 thí sinh anh em ạ. Ok anh em nhé, 20 thí sinh. Ui đông phết nhờ, 20 thí sinh ở đông đấy không ạ. Ngày 23 là các thí sinh sẽ được sắp xếp vào một buổi stream. Rồi. Vào lúc 8 giờ tối. 20 thí sinh này sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên với nhau á. Ồ ra là thế à. Chỗ của anh ảo quá, cảm ơn anh vì 30 đô ra Aventurine. Ủa cảm ơn Đạt nhé, thank you Đạt nhiều. Không có gì em ơi. Không có gì. Chính ra có những viewer như em mới thật sự là tôn trọng cái gọi là tôn trọng và trân trọng cái khả năng gacha của anh. Chứ đúng thật là nhiều khi kênh này toàn anti không. Chán. Không có niềm tin nào cả. Mỗi em 30, à quên. Còn 32% nữa, đúng rồi, tôi quên mất, my bad. Vẫn còn 32% những anh em kia cũng tin tôi anh em ạ. Chỉ có 68% là không tin thôi. Rồi, 20 thí sinh này sẽ xếp cặp với nhau anh em ạ. Chờ tôi uống cái thuốc phát, mẹ ra dày quá không ạ. Hôm thức khuya phát là y rằng. Dày quá không ạ? 15-14 là khả năng giữ chưa? Địch mẹ tí. Đọc tí sạc câu ơi. Địch cay thế nhờ. Thế. Thúc B anh em ạ. Thúc B. Đọc tí sạc. Sợ thật mẹ quả. Comment chí mạng. 15-14 là tin giữ chưa? Vẫn thắng là gì đúng không? Win là được. Nghĩ ngợi gì? Cảm ơn Đạt Hữu nhá. Thank you Đạt Hữu. Chào mừng Đạt Hữu đến gói free to play. Anh em ơi, 800 like tôi vẫn ground một tháng đấy anh em nhé. 20 thí sinh này sẽ được ghép cặp với nhau ngẫu nhiên này. Và anh em sẽ có một ngày để làm quen với nhau và tiến tới vòng drafting. Tại vòng drafting này diễn ra vào ngày 24 tháng 4 lúc 8 giờ tối.
tất cả các đội sẽ cần có mặt ít nhất là một thành viên. Các đội sẽ lần lượt chọn ra 16 vận mệnh nhân vật mà mình sẽ sử dụng trong vòng chung kết. 16 vận mệnh. Là sao nhỉ? 16 vận mệnh nhân vật mà mình sử dụng trong vòng chung kết. Các thí sinh sẽ cần đưa ra chiến lược hợp lý để mà chọn về cho đội mình những vận mệnh phù hợp nhất. Chi tiết drafting xem tại bảng này. 16 vận mệnh à? Đây là cái gì? À, tức là cờ quan có cả một video drafting luôn anh em ạ. Ok ok. Các đội sẽ lựa chọn theo thứ tự từ đội 1 tới đội 10 và ngược lại. Từ đội 10 về đội 1 thứ tự các mẫu như sau. Ok. Vận mệnh. Sao lại có số lượng không nhỉ? Cái này hơi khó hiểu nhỉ. Cái này hơi khó hiểu anh em ạ. Tôi nghĩ là cái này phải xem video thì mới hiểu được. Đúng không? Cái này phải xem video drafting này thì mới hiểu được. Chứ nếu mà để thì khe không thì tôi không hiểu lắm. Là tại sao chủ bảo hộ là 16, hư vô là 48 anh em nhỉ? Thôi cứ bỏ qua đi xem sau đã. Rồi, các nhân vật sẽ được chọn ra sắp xếp thành 4 team để hai thành viên thì ra là vậy à. Ok ok. Tức là anh em sẽ chọn nhân vật. Đúng không? Anh em sẽ chọn ra tổng cộng là 16 nhân vật và ghép thành 4 team anh em ạ. Ok ok, nó là nhân vật anh em nhé. Nó là nhân vật. Để mà sao anh em ghép đủ thành 4 team và tham và để hai thành viên sử dụng đánh tầm 11 và 12. Tại sao lại là 4 team? Bởi vì đánh cả 11 và 12 mà anh em. Thì mỗi một tầng là chúng ta sẽ phải yêu cầu hai team đánh hai nốt, nốt 1 và nốt 2 đúng không? Ok, hiểu này. Mỗi thành viên sẽ thi đấu một tầng rồi. Sau khi lựa chọn xong, các thí sinh sẽ có 2 ngày để luyện tập trước khi bước vào vòng thi đấu. Mỗi ngày sẽ có 2 đội thi đấu. Đây là luật thi đấu chung kết là có luôn này. Chúng ta sẽ có ngày 26 tháng 4 đội 1 đội 2, ngày 27 tháng 4 đội 3 đội 4. Ok. Ngày 28 tháng 4 5 6 7 à? 28 tháng 4 à? À, ngày 28 là ngày chủ nhật anh em ạ. Chủ nhật đánh tận 3 đội 3 trận luôn, đúng không? Và ngày 29 là đánh 6 trận. À đâu đâu nhầm nhầm. Ờ đúng rồi, 3 trận tiếp, 3 trận tổng là 6 trận anh em ạ. Đội có số điểm cao nhất sẽ là vô địch. À ui. Cũng đơn. Ủa chết rồi. Lại lag. Chán chưa. Mẹ tôi tưởng bay kênh không ơi. Tưởng bay kênh không ơi. Lag anh em ạ. Lag. Alo. Anh em F5 nhá. Mẹ. Giật hết cả mình ạ. Cứ tưởng là bay kênh đấy. Tưởng hacker tới chơi à. Dạo gần đây Viettel nó hơi lag không à? Dạo gần đây hacker nó... À quên nhầm phải hacker đéo gì. Dạo gần đây Viettel nó hơi lag, tôi cũng không hiểu là do có cái vấn đề gì mà bóp băng thông quốc tế, hay là nó bị lỗi mạng, hay là do thế nọ thế kia tôi không hiểu lắm. Rồi anh em ạ, tôi thấy cái luật này nó khá là dễ hiểu. Bởi vì đơn giản là chỉ là gì? Anh em sẽ mỗi ngày đánh 2 trận, đúng không? Và tổng kết lại trong 10 đội đấy, đội nào có số điểm cao nhất thì là vô địch. Thế thôi. Rất đơn giản không ạ? Anh em thấy không? Đánh bên này cầu quan đánh có 1 ngày, 2, 3, 4 ngày không là xong. Nhờ. Thề luôn đấy, nhàn tinh. Rất là nhàn luôn anh em ạ. Rất là dễ hiểu. Uầy, còn đây à? Đây là cái gì đây? Đây là luật vòng chung kết à? Mỗi đội sẽ có khởi đầu là 200 điểm và thi đấu tại sảnh của đội 12. Ok này. Các thí sinh sẽ tính điểm vào sau khi hoàn thành màn chơi theo yêu cầu. Nếu thất bại sẽ không được tính điểm. Điểm trừ và giới hạn các nhân vật được sử dụng được liệt kê ở dưới đây. À, tức là có tổng 200 điểm ấy hả? Tổng 200 điểm này để pick ra được 16 nhân vật đúng không? Phải không? Uầy, cơ quan nghĩ ra cái luật này cũng to đầu. Kiểu não to hay không ạ? Nhờ, đầu toàn sỏi chứ đùa đâu. 200 điểm mà chúng ta chia cho 16, tức là mỗi nhân vật anh em sẽ được mắc là trung bình là khoảng 12,5 điểm. Đúng không?
điểm trừ là sao? Điểm trừ. À, tức là anh em sẽ không... Tôi cứ đang hiểu theo kiểu của tôi anh em mà bảo sao? Tức là bình thường ấy mà tôi làm ấy thì tôi sẽ tính theo kiểu là điểm thấp nhất là sẽ chiến thắng. Nhưng mà bên cầu an là điểm cao nhất là sẽ chiến thắng anh em ạ. À. Đúng rồi, bảo sao tôi lại bị ngơ mẹ luôn. Chuẩn đấy công ạ. À. Tức là khi mà anh em cầm càng nhiều nhân vật này vào này thì cái điểm anh em trừ càng nhiều. Và trừ càng nhiều thì cái điểm này nó càng giảm đi. Và điểm nào mà ai mà trừ ít nhất, tức là điểm người cao nhất ấy, thì sẽ chiến thắng. Hợp lý đấy công ạ. À. Rồi thì hiện giờ Bailu là không bị trừ điểm nào này, ok. À, nhân vật limited thì không dùng E3 trở lên. Nhân vật limited thì không dùng E2 trở lên. Ờ à, cũng hay không nhỉ, cũng hay. Cũng hay anh em ạ. Cũng khá là hay. Acheron E0 là 7 điểm mà. E1 là 8 điểm mà. Ô. E1 là 8 điểm thì cũng giống của mình phết nhỉ. Mình cũng đang để 8 điểm anh em này. À có cả Aventurine rồi này. Tức là không cho dùng từ E2 trở lên luôn anh em ạ. Thực ra thì mấy con limited E2 nó cũng phá game mà. Bailu là 0, Bronja là 2 và 3, Clara là 1, Zipat, Himeko không tính điểm. Chú Well E1, E2 tính 1 điểm, Yan Trinh tính 0 điểm, ok. Thật ra thì tôi không học được kiểu này anh em ạ. Thực ra thì cái kiểu cộng điểm với kiểu trừ điểm nó cũng giống nhau mà. Chỉ chẳng qua là hiện giờ là cái meta của bên cầu an thì là giải unlimited nó khác. Còn cái kiểu của mình thì là làm zero cycle lại khác anh em ạ. Làm sao mà zero cycle công đi bằng mấy con 4 sao được, còn công bằng đi bằng mấy con kiểu dạng như là nhân vật nhan trinh nhan chủng queo cũng được, nó khó. Kiểu hai bên format nó khác nhau mà. Một bên là đi tối ưu nhất có thể, và một bên thì mình lại muốn là kiểu đi zero cycle cơ. Thành ra là nó cũng hơi khác thật. Nên là cái việc cân bằng thì mỗi bên sẽ có một kiểu thôi. Nhưng mà tôi đánh giá kiểu của cầu an này rất là hay anh em ạ. Đúng là bên này người ta làm 4 mùa khác, nên là mọi thứ rất là make sense với nhau ấy. Blade là 3-3 này, Đan Hằng là 6-6. Ui, Đan Hằng điểm gần bằng Acheron. Wow, ghê phết nhờ. Phu lùn 3 điểm. Ê, anh em nhìn này, bên này kiểu dạng như là mọi người chơi đi nhiều cycle đánh tối ưu anh em ạ. Nó khác với cả đi zero cycle, thành ra là kiểu mấy con bảo kê này được xét điểm nó cao một chút này. Hua với cả full lùn là 3 điểm này. Aventurine tận 4 với cả 5 công ạ. Vãi trưởng thật. Sparkle 5 và 6, Black Swan 4 và 5, Doctor 5 và 5, Runmay 5 và 6, Argenti 33, ok, nhìn qua hiểu rồi. À, được sử dụng 5 sao, S5 rồi. Cái gì cơ? Được sử dụng S5. Ồ, tức là S5 của mấy cái vũ khí Lệch Dread ấy, là anh em sẽ được, không bị tính điểm. Thì làm sao Phong chơi được anh em, cái giải này nó chỉ cho đánh dưới E2 thôi. Dưới E2 thôi anh em ạ, chứ Phong còn E6 thì chả loại. Tối đa chỉ dùng 4 cho mỗi đội hình, không dùng S3 trở lên. Chỉ dùng 4 cho mỗi đội. À, tức là anh em chỉ được dùng 4 cái nón limited cho mỗi đội thôi. Anh em nhớ, mọi người chỉ pick được cho mình 4 cái limited thôi. À, ok. Cũng hay. Rồi, ok. Bắt buộc phải có phần tinh hồn và tích tầng các nhân vật trước khi giao chiến. Main được tính là 4 sao. Các thí sinh bắt buộc phải sử dụng đủ đúng số lượng các vận mệnh mình chọn ra trong vòng drafting. Nón trong Pater Pat tính là 4 sao. Tất cả thí sinh có đủ 8 nhân vật trong bài dự thi. Ok, hiểu.
Cách tính điểm là mỗi cycle trôi qua trừ 2 điểm. Ok. Hoàn thành 0 cycle 1 nốt cộng 5 điểm. À, chết một nhân vật trừ 5 điểm. Uầy, cũng có tính điểm 0 cycle luôn anh em ạ. Tôi nghĩ khả năng là kiểu nếu mà đánh người đánh ở tầng 10 ấy, thì sẽ có rất nhiều 0 cycle. Đặc biệt là team TQE. Team TQE là một cái team mà người ta tối ưu rất là tốt về cái mặt tinh hồn cũng như là nhân vật 4 sao. Và người ta rất là eco về mặt điểm số anh em ạ. Đợt vừa rồi nói chung là TQE tham gia, tôi nhìn phát tôi biết ngay họ chơi rất bài bản, họ chơi một hội với nhau, họ tối ưu rất là kinh. Với mỗi lần sử dụng cơ chế khiêu chiến lại à? À, khiêu chiến lại. Ok, là trừ đi điểm. Ok, đã hiểu. Ồ, cơ cấu giải thưởng à, vẫn còn tăng cho tới hết vòng loại. Vòng chung kết, giải nhất 3,2 triệu mỗi thành viên. Ui, mẹ giải to vãi cứt vậy. À, nhưng mà giải này chỉ tính trả cho giải nhì và giải nhất anh em ạ. À. Ok, 3 triệu 2 nhân đôi đúng không? Mạnh nhất ăn tất đây không ạ? À? Cộng với cả 2 triệu à? Wow, giải to phết nhờ, 8 triệu 4 anh em ạ. À. Giải nhất vòng loại là 1 triệu này. Giải này 10 triệu đấy không ạ? À? Giải này 10 triệu đấy anh em ạ. À. Và tôi nghĩ khả năng sẽ còn to nữa đấy. Này to vãi nhở, riêng cờ quan bỏ 4 triệu cơ mà. Ừ. Đợt vừa rồi là cờ quan cũng qua ủng hộ bên giải của chúng ta 1 triệu anh em ạ. Chắc là ngày mai mình cũng làm một tí sục chéo. Chắc là ngày mai mình cũng làm một tí sục chéo anh em ạ. Cũng qua bên này ủng hộ một củ vậy đúng không? Hợp lý. Làm một tí sục chéo không? Càng tìm hiểu game thì càng hướng tới end game content, còn hướng dẫn pass sành thì nhường các chép à. Drafting thì lại xem trên YouTube anh em ạ, liên quan đến bản quyền mà tôi chưa xin phép thì cũng xem được. Cũng hay đấy anh em ạ, tôi nghĩ anh em nào mà có hứng thú thì mọi người có thể tham gia được. Cũng là một giải đấu mà tôi nghĩ là CQE đã tổ chức rất nhiều lần rồi, rất có kinh nghiệm để mà làm anh em ạ. Tôi thật ra chỉ bị đúng một cái là dạo gần đây là anh em để ý không, là cái mạng đường truyền buổi tối nó rất là lag anh em ạ. Thật sự là rất là lag, tôi không thể gọi là xem live stream được. Nên là cái việc mà chúng ta làm ao làng hiện giờ nó đang bị cái vấn đề đấy, làm chúng ta bị kiểu nó xem nó không đã lắm ấy. Nó giật vãi cả trường luôn ấy. Nên là tôi đang hy vọng là từ giờ đến cuối tuần mà tôi fix được xong thì mọi thứ sẽ lại ổn. Chứ với cái tình trạng này thì chả làm ăn được cái gì cả. Rất là tệ. Nhưng mà anh em nhá, anh em có thể tham gia giải này bên CQE mọi người nhá. Bởi vì hôm nay là ngày 17 rồi. Chúng ta còn đến ngày 22 cho thứ tư tuần sau đúng không? Giải này tôi nghĩ là sẽ có em Bipo đấy. À, cái em Bipo rất là phù hợp đánh với cái giải này. À, cái em Bipo thì lại không phù hợp chơi Zero Cycle. Nhưng thành ra là em Bipo không tham gia giải của chúng ta. Nhưng mà em Bipo rất là hợp tham gia những cái giải như thế này. Và tôi nghĩ là nhiều anh em ở trong kênh chat của chúng ta vẫn có thể tham gia giải này được. Bởi vì là bản chất là cái kiểu chơi này nó cũng rất là dễ hiểu. Cái kiểu chơi Zero Cycle nó là một kiểu chơi khó anh em ạ. Thật sự rất là khó. Còn kiểu này là kiểu tối ưu, thiên về eco điểm. Và đặc biệt là sang cái vòng 2 ấy là anh em có thể gọi là nói chung được random pick một đồng minh, đồng đội. Đồng minh nghe buồn cười quá, một đồng đội. Thế nói chung là mọi người sẽ quen thêm bạn này nọ kia, nó cũng vui. Nhưng mà ông nào mà Ronald Acheron E2 thì cút tôi còn gì nữa. Còn anh em nào mà không hiểu thì có thể nên lên stream ở CQE để mà được giải đáp mọi người nhé. Ngày 29 tháng 4 là kết thúc à? Nhanh nhỉ? Vào vèo cái là hết đấy không ạ? Nhưng mà chính ra bên CQE này, tổ chức này cũng hay anh em ạ. Sẽ không phải đánh nhau, không phải đánh nhiều vòng. Đúng không? Đội nào cũng chỉ đánh một lần thôi. Đúng không? Xong một tính điểm là xong. Khá là hay nhỉ. Kiểu này hay đấy không ạ? Tôi nghĩ kiểu này hay đấy. Đã đi học hỏi đấy các bạn. Tôi đang suy nghĩ một chút. Bởi vì là hiện giờ chúng ta đánh kiểu cứ đi vào vùng trong ấy, đánh nó hơi lâu. Đúng không? Bài vở kiểu nhiều khi diễn đi diễn lại, nó cũng nhàm. Đây chỉ đánh một lần thôi.
nhờ. Đánh đúng một lần thôi, xong tính điểm là xong. Chẳng có ai học lỏ bài ai cả, chả lỗ bài ai cả. Hợp lý đấy, tôi thấy hợp lý, quá hợp lý luôn. Cái đáng học hỏi đấy. Rồi, giờ làm gì nữa không công? Thôi muộn rồi nhỉ. Thế em mới chắc nghỉ nhờ. Chắc nghỉ thôi. Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều nhá, vì đã xem stream đến đây. Và hẹn mọi người sáng mai. Sáng mai chúng ta sẽ live stream ZZZ anh em nhé. ZZ Zone Zero. Và hy vọng là con game này đã được tối ưu hơn rồi. Chắc giờ tôi ngủ anh em nhé, 11 giờ mệt rồi. Bye bye anh em, cảm ơn rất nhiều. Và chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn mọi người sáng mai nhá. Mô mô ấy hả? Sao anh luôn đỏ mà lại mưu em dậy à? Mà có tin tao mưu mày tiếp không? Mà có lên này hỏi. Mày cứ là ngoằng ngoằng lúc quay về không cho còn mót nữa đấy. Phan ạ. À, đỏ như chó dậy. Bye bye anh em nhá. Thank you mọi người rất nhiều. Tôi họp đây không ơi.